mạc vân chu của quân y bộ đội đặc chủng xuyên qua thành đại tiểu thư phủ tướng quân vốn là muốn làm thái tử phi nàng bị hãm hại sau đó trói buộc bệnh kiều tạng vương nữ chính cường thế phá âm mưu mang theo phúc hắc bệnh phu quân mở ra ngược ra đánh mặt hình thức đấu kỳ hoa xé bạch liên dẫm lục kỹ nữ buôn bán tài vận cuồn cuộn đến hoa đào nở từng đóa không cẩn thận vang danh thiên hạ không ngờ thân thế ly kỳ bại lộ kẻ thù chen chúc mà đến đã có người không cho nàng nằm yên, vậy nàng liền mang theo mỹ nhân phu quân đoạt thiên hạ này thì có làm sao? Chương 1 Đệ Lan Vương trên thân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio 3 Mạc Vân Thù cảm thấy đầu óc choáng váng mặt nóng trát đau đớn. Mạc Vân Chu, tiện nhân ngươi, lại dám làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này sau lưng bổn cung. 3. Trên mặt Mạc Vân Thù lại đau đớn, đầu óc cũng đau nhức theo nàng nhìn không được kêu thảm một tiếng, lập tức một cổ trí nhớ không thuộc về nàng tràn vào trong đầu. Mạc Vân Thù, ngươi, ngươi làm sao dám? Bổn cung không tha cho ngươi. Nam tử tiếp tục trống giận. Mạc Vân Thù nhíu chặt mi tâm, phút chốc mở mắt ra. Giờ phút này nàng bị một nam tử cao lớn mặc cẩm bào màu vàng nhạt túng lấy cánh tay, giống như gà con sách theo, vả lại vừa rồi còn bị hắn liên tục tác mấy cái miệng, trong miệng đều có mùi máu tươi khuôn mặt phẫn nộ của người đàn ông vặn vẹo cực độ, hai mắt bốc hỏa nhìn chầm chầm cô, một bộ biểu tình hận không thể xé rách cô. Mạc Vân Chu, ngươi ít cho bản cung trang phục đáng thương, hôm nay ngươi lại dám đối với ngũ hoàng đệ làm ra loại chuyện bẩn thiểu này, hôn ước giữa bổn cung và ngươi không còn khả năng. Người đàn ông đẩy mạnh Mạc Vân Thù ra, Mạc Vân Thù ngã cả người trên giường phía sau, mà phía sau có người lập tức phát ra một tiếng trên rỉ. Mạc Vân Thù rất mơ hồ quay đầu, thấy được một khuôn mặt nam nhân cực kỳ tái nhật. Nhưng ngoài ý muốn chính là ngũ quan nam nhân rất tuấn tú, nàng đều có chút bị kinh diễm. Mặt mày ôn nhuận, dung mạo như họa, khí vận cao quý, như chi lan ngọc thụ, quan phong tế nguyệt, lại giống trích tiên hạ phàm, không nhiễm bụi bầm. Chỉ là nam tử nhìn rất là gầy yếu, thân hình gầy gò, da thịt trắng đến không có một tia huyết sắc, làm cho người ta có một loại cảm giác yếu đuối nhưng môi lại ngoài ý muốn chính là một loại cực kỳ không bình thường màu tím đậm làm cho cả khuôn mặt tăng thêm một tia yêu mị một đôi như bầu trời đêm ngôi sao trong con ngươi lưu quan di động đang nhìn nàng nhưng biểu tình ghét bỏ trong lạnh lùng mang theo chán ghét giống như bị nàng đụng phải là rất bẩn lan vương mạc vân thù thốt ra giờ phút này hiện đại bộ đội đặc chủng đi theo quân y mạc vân thù đã xuyên qua đến thanh vân quốc biến thành đại tiểu thư dòng chính phủ đại tướng quân, vả lại trùng tên cùng họ. Năm nay 17 tuổi, đã sớm có hôn ước với thái tử điện hạ quân hậu hạ trước mắt, qua ba tháng nữa tròn 18 tuổi sẽ gả vào phủ thái tử, trở thành thái tử phi tôn quý của thanh vân quốc. Tránh ra, khụ khụ khụ. Lan vương quân hoắc lan trên giường thanh âm rất nhẹ rất âm trầm, lập tức ho khan sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giống như không thở nổi. Mạc vân chu hoàng hồn, nhìn thấy váy ngoài trên người đã biến mất, bị ném xuống đất bên giường, cô vuốt tóc, loạn thất bát tao, sờ sờ mũi đứng lên. Nội tâm cười lạnh, đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên chủ là tướng quân phủ đại tiểu thư, từ nhỏ nhận hết ngàn vàng sủng ái, cuộc sống trôi qua là vô ưu vô lự. Thích múa đau lòng thương, tính cách đỉnh đạt, mặc dù có chút kiêu căng giả mang, nhưng tâm địa thiện lương, rất ngay thẳng, đối với người cũng không có tâm phòng bị hôm nay thái tử phủ tổ chức yến hội vì lan vương quân hoắc lan hội kinh mà thiết lập quân hoắc lan là ngũ hoàng tử của thanh vân quốc năm mười tuổi tân hoàng đăng cơ muốn củng cố triều chính cho nên chọn trúng hắn ban thưởng lan vương đi trần quốc làm con tin mười năm một tháng trước mười năm mãn kỳ cộng thêm trần quốc tân đế thượng vị quân hoắc lan đã bị thả trở về nhưng trên đường về nước lại gặp phải mấy đợt ám sát bị trọng thương thật vất vả thương thế khá hơn một chút Thái tử Điện Hạ trước tiên phải tổ chức tiệc đóng gió cho hắn, mời đều là con cái hoàng thân quốc thích và triều quan, nói là để Lan Vương quen biết nhiều thanh niên tài tuấn của bổn quốc. Trong bữa tiệc, Mạc Vân Chu nhớ rõ nguyên chủ bởi vì muốn trở thành thái tử phi mà cao hứng, tất cả mọi người đến chúc mừng nàng, để cho nàng uống không ít rượu. Nhưng tử lượng của nguyên chủ kỳ thật rất tốt, lúc đi vệ sinh, lại choáng váng đầu óc dữ dội, nàng đã cảm giác không thích hợp là nàng thân mùi mùi mạc hoài khanh để cho nàng đi trước nghỉ ngơi, nàng tại mơ mơ màng màng trung đã bị dẫn vào một cái phòng, phía sau cái gì cũng không biết. Mạc Vân Thù nhìn giờ phút này cửa phòng đã tụ đầy người, từng gương mặt đều cực kỳ khiếp sợ. Trên mặt đất còn quỳ một nha hoàng khóc lóc. Là nô tỳ thực dược bên người Mạc Vân Thù, hôm nay nàng vẫn hầu hạ nguyên chủ. Mạc Vân Thù, ngươi thủy tính dương hoa, hạ tiện vô sĩ, thấy ngũ hoàng đệ tuấn tú, thân thể suy nhược ngươi lại dám đối với hắn ngươi còn có lời gì muốn nói điện hạ bớt giận cẩn thận thân thể có người lập tức an ủi thái tử thực dược khóc sốt ruột nói thái tử điện hạ đại tiểu thư không phải người như vậy nàng nàng uống nhiều đi nhầm phòng không phải như thái tử nhìn thấy mạc vân thù hơi nhíu mày đi nhầm phòng xem ra nha hoàng của mình có chút ý tứ a à. thái tử điện hạ đại tỷ ta tuyệt đối không phải người như vậy, trong này nhất định có hiểu lầm, mong điện hạ hiểu rõ. Mạc Hoài Khanh cũng thay Mạc Vân Thù cầu tình, nhưng vẻ mặt lại có chút mê hoặc, ngược lại khiến Mạc Vân Thù xem không hiểu. Bổn cung tận mắt chứng kiến, nàng thừa dịp ngủ đệ không thắng tử lượng ngủ thiếp đi, vô sĩ bò lên giường của hắn, còn thiếu chút nữa làm hắn bị thương. Thái tử tức giận đến nói không nổi nữa, trong mắt đỏ bừng, Mạc Vân Thù, ngươi xứng đáng với bổn cung bổn cung bây giờ liền hồi cung bẩm báo phụ hoàng hủy bỏ hôn ước với ngươi thái tử nói xong phất tay áo xoay người muốn đi khoan đã mạc vân thù lập tức quát nàng từ trên mặt đất nhặt lên váy ngoài của nàng ở trước mặt mọi người rất bình tĩnh mà phủ thêm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía những người này trong lòng là càng phát ra buồn cười loại thủ đoạn này ngu ngốc đều nhìn ra được vấn đề ngươi còn có cái gì muốn nói còn ngài bổn cung không đủ mất mặt sao quân hồ hà thở phì phò nói thái tử ta là bị người hạ độc hãm hại ngươi tin không nói xong quay đầu nhìn về phía ngũ vương gia quân hoắc lan nói lan vương ta có chạm vào ngươi hay không ngươi có biết không quân hoắc lan trên mặt tái nhợt có chút xấu hổ lập tức ho khan nói bản vương ngủ rất say cũng không biết xảy ra chuyện gì bản vương hẳn là cũng bị hãm hại hẳn là Mạc Vân Thù nhướng mày, lập tức cười nhạo một tiếng, đôi mắt to lạnh lùng nhìn quân Hoác Lan, khiến quân Hoác Lan nhíu mày, trong lòng có chút quái dị. Mạc Vân Chu xoay người nhìn về phía tất cả người Bắc Giang nói, toàn bộ chuyện Lan Vương không biết, ta cũng không biết, cái này còn không rõ ràng sao. Mạc Vân Thù, ngươi đừng mạnh miệng nữa, tất cả mọi người đều thấy ngươi đè ép Lan Vương, ngươi giảo biện cũng vô dụng. Lan Vương vừa tới, ngươi đã nói Lan Vương đẹp trai khẳng định uống say thấy sắc nảy ý. Hình bộ thị Lan Chi nữ Trần Hân Nhi nhảy ra lập tức chăm chọc khiêu khích, nạn là khuê trung hảo hữu của Mạc Hoài Khanh. Các ngươi nhất định phải nói xấu ta, ta Mạc Vân thù nhận, thái tử điện hạ ngươi muốn từ hôn, ta cũng đồng ý, nhưng mà... Ta muốn chứng minh ta là bị người hãm hại, mà không phải ta câu dẫn Lan Vương. Miễn cho các ngươi há mồm ra ngoài nói hưu nói vượng. Mạc Đại Tiểu Thư là ngươi ép Lan Vương còn có ai giúp ngươi đỡ lên không được ta lúc ấy đã trúng độc hôn mê bất tỉnh cho nên là bị người nâng lên bằng không các ngươi nhìn thấy cũng không phải ta mặc quần áp lang vương mà là ta đang cường thượng lang vương mới đúng trương phong ít bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng nắm chặt tay khụ 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 quân hoắc lang trên giường trực tiếp ho lên nữ nhân này là từ hổ lang gì phốc suy rất nhiều người đều bị chấn kinh đến tam quan đều đổi mới con gái của đại tướng quân quả nhiên là một võ phu ngang ngược thô tục a à. nếu ta tỉnh táo ta cũng sẽ không bị thái tử đánh thành như vậy mạc vân thù sờ sờ khuôn mặt sưng đau của mình lau đi vết máu trên khóe miệng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thái tử nguyên chủ hẳn là xấu hổ và phẫn nộ lại bị đánh cho nên ngất đi mới có mạc vân thù hiện đại của nàng xuyên qua mà đến bị hãm hại và chủ động quyến rũ là hai chuyện khác nhau là vấn đề mang tính nguyên tắc hôm nay nhất định phải biết rõ ràng tôi cũng là người bị hại đương nhiên nói như vậy các người có lẽ không tin người đâu lấy cho tôi một bộ ngân châm cần ngân châm làm gì lấy ra là được mạc vân thù cười lạnh rất nhanh có thị vệ liền lấy ngân châm ra các ngươi nhìn cẩn thận ta là trúng độc bị hãm hại tuy rằng không làm được thái tử phi nhưng ta cũng không muốn cổng cái này thủy tính dương hoa, câu dẫn lan vương nội, các ngươi đi ra ngoài có thể nói ta bị người hãm hại, mất thanh danh, không xứng làm thái tử phi, nhưng nếu nói ta câu dẫn lan vương, nói cha mẹ ta dạy không tốt, ta tuyệt không dễ dàng tha. Trong lúc nói chuyện, mọi người nhìn nàng đem ngân châm chậm rãi đâm vào trong huyệt thái dương của nàng. Chương 2 Ban hôn cho tàn phế vương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn ngân châm thật dài, trương phong ít còn không nhìn được hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy sau khi Mạc Vân Thù đâm vào, chậm rãi chuyển động vài cái rồi rút ra, ngân châm bằng mắt thường có thể thấy được từ thấp đến cao dần dần biến thành màu đen. Má ơi, Mạc Đại Tiểu Thư thật sự trúng độc, ngân châm đen rồi. Xem ra quả thật có người hãm hại Mạc Đại Tiểu Thư và Lan Vương, ai ác độc như vậy? Ai, cho dù hãm hại thì sao, nàng đã ngủ cùng Lan Vương, Thái tử Phi khẳng định không làm được. Vậy nàng phải làm sao bây giờ? Sau này còn có nam nhân nào muốn nàng đây? Chính thê khẳng định không được. Kết quả tốt nhất chính là gả cho Lan Vương. À, Lan Vương, Lan Vương đã tàn phế rồi. Thanh âm càng lúc càng nhỏ. Đột nhiên, Mạc Hoài Khanh lao ra kéo Mạc Vân Thù khóc lớn lên. Đại tỷ, ta biết ngay ngươi sẽ không làm loại chuyện này các ngươi xem đại tỷ của ta thật sự là bị hãm hại nàng là trong sạch rốt cuộc là ai hạ độc mạc đại tiểu thư kỳ tâm đáng dết kỳ tâm đáng dết a à? mạc đại tiểu thư thật đáng thương sắp làm thái tử phi rồi kết quả vậy thái tử phi không phải phải chọn lại sao ngoài cửa nghị luận phong đột biến thật đúng là so với xem kịch còn náo nhiệt hơn mạc vân thù liếc mắt nhìn mạc hoài khanh tỷ mùi tình thâm Thấy nàng hữu ý vô ý nhìn thái tử nhiều lần, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười châm biếm nhàn nhạt. Thái tử điện hạ, ta đã chứng minh là bị hãm hại, vậy thì hy vọng thái tử điện hạ mau chóng điều tra rõ việc này, cho ta cùng mọi người một chân tướng. Còn nữa, ta đồng ý hủy bỏ hôn ước, dù sao ta đối với thái tử cũng rất thất vọng. Như thế cho dù làm vợ chồng, cũng là nhà cửa không yên. Mạc Vân Chu, ngươi, ngươi có ý gì? ngươi còn thất vọng với bổn cung. Thái tử quân Hồ Hà lại bị tức giận. Ngươi tra cũng không tra một chút, liền nhận định ta câu dẫn Lan Vương, xem ra ta và ngươi quen biết nhiều năm, ngươi đối với ta là một chút không biết, như thế nào để cho ta không thất vọng đây. Nói xong nàng trực tiếp nhìn về phía thực dược đã sớm đứng lên lui ra nói. Thực dược. Đại tiểu thư, là nô tỳ không tốt, không chiếu cố tiểu thư, để đại tiểu thư bị gian nhân hãm hại, cầu đại tiểu thư trách phạt. thực dược lập tức chạy tới quỳ xuống bi thương nói: người biết là tốt rồi, người đâu, lôi ra ngoài đánh chết. thanh âm băng hàng thấu xương của mạc vân thù đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía mạc vân thù. trong nháy mắt này, tất cả mọi người phát hiện mạc vân thù đã thay đổi, nụ cười trên mặt nàng không còn, đôi mắt thiện lương của nàng trở nên lạnh khốc vô tình. a à, thực dược kinh hô một tiếng, ngã trên mặt đất không thể tin được đại tiểu thư đối với nàng vô cùng tốt lại muốn giết nàng. Thực dược, ngươi là nô tỳ của ta, ngươi nên biết, chủ nhân sắp xảy ra chuyện, ngươi có thể tốt đến đâu. Mạc Vân Thù nhìn chầm chầm thực dược âm trầm nói, khóe miệng cười lạnh cực kỳ dọa người. Thì vệ phủ tướng quân lập tức từ trong đám người tách ra sông vào. Không, đại tiểu thư, đại tiểu thư khai ân, nô tỳ sai rồi. Thực dược nhất thời bị dọa khóc, đôi mắt còn thường thường nhìn về phía nhị tiểu thư mạc hoài khanh mặt mạc hoài khanh có chút cứng đờ nhưng lập tức trừng thực dược một cái quay đầu không nhìn nạn nữa đại tiểu thư tha mạng nhị tiểu thư cứu ta cứu ta ngô 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 thực dược bị thị vệ che miệng kéo ra ngoài rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng thực dược kêu thảm thiết từng tiếng đều rất thê lương thẳng đến cuối cùng không có âm thanh sau lưng mọi người đều toát mồ hôi lạnh quả nhiên là đại tiểu thư phủ tướng quân ngày thường không phát uy phát uy thật sự rất dọa người chư vị quản tốt miệng mình muốn nói thì nói chân tướng bằng không ta hiện tại không cần làm thái tử phi sẽ có rất nhiều thời gian tới cửa tìm các vị nói chuyện phiếm mạc vân chu lạnh lùng nhìn quanh một vòng làm cho những người thân phận vốn không sánh bằng mạc vân chu đều trục cổ lại vội vàng lắc đầu nói không biết tốt lắm giải tán hết đi mạc vân thù phất tay nhìn về phía thái tử đang ngẩn ngơ, thái tử, ngươi đi giải trừ hôn ước đi, ta không xứng với ngươi, bất quá nhị mùi ta có lẽ có thể thay thế ta. Đại tỷ, ngươi nói bậy bạ cái gì? Hoài Khanh làm sao xứng đôi với thái tử điện hạ? Mạc Hoài Khanh lập tức bị dọa đến vội la lên, nàng cảm thấy Mạc Vân Thù tự hồ thay đổi, làm cho nàng rất bất an. Được rồi, nói sau đi, ta hơi mệt, về phủ trước. Mạc Vân Thù cũng không kiên trì đề tài này, trực tiếp đi ra ngoài mọi người nhao nhao nhượng đường lan vương trên giường nhìn bóng lưng thẳng tắp cứng rắn của mạc vân thù đôi mắt đen nhánh hiếp lại bảy ngày tiếp theo mạc vân thù không ra khỏi cửa cả hoàng thành cũng đã truyền đi xôn xao bất quá đều nói mạc đại tiểu thư cùng lan vương bị người hãm hại nhưng cho dù như vậy nàng cũng là không trong sạch không có khả năng trở thành thái tử phi hoàng thượng cũng đồng ý hủy bỏ hôn ước của hai người rất nhiều người tiếc hận rất nhiều người chê cười, càng nhiều người ăn dưa. Mạc Vân Thù căn bản không quan tâm những thứ này, cho dù không có chuyện này, nàng là người xuyên Việt, cũng tuyệt đối không thể gả cho nam nhân giống ngựa thái tử kia. Phải biết rằng trong phủ thái tử đã có hai trắc phi, vô số thị thiếp, nguyên chủ quả thật thích thái tử, cho nên đều tiếp nhận. May mắn chuyện này vừa ra, tính cho nàng giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề, không đến 18 liền kết hôn sinh con, nàng một cái lẽ sau có thể tiếp nhận không được. Trong bảy ngày, Mạc Vân Thù một mực ở giao quan nguyễn của nàng, bởi vì nàng muốn quen thuộc vị thế đại lục này, quen thuộc thân thể này, còn có chính là mặt phải tiêu sưng, món nợ này nàng thế nhưng là khắc ở trong lòng. Nàng cùng tất cả thị vệ cùng nô tỳ trong giao quan nguyễn trao đổi một lần, lập tức toàn bộ bỏ chạy, một mình đóng cửa lại. Đại tướng quân Mạc Thiên Thành cùng phu nhân Phượng Cẩn Du cho rằng nàng thương tâm khổ sở liền cho nàng một chút thời gian chậm rãi, ngoại trừ đưa đồ ăn, không cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng. Chờ Mạc Vân Thù cuối cùng cũng muốn ra khỏi cửa, liền nhận được thánh chỉ, hoàng thượng ban hôn, để nàng gả cho Lan Vương quân Hoắc Lan. Mạc Vân Thù kỳ thật đã sớm đoán được, dù sao cổ đại chú ý thanh danh nữ tử, nàng cũng ngủ chung một giường với Lan Vương, cho dù là bị hãm hại, bọn họ cũng đã rửa không sạch. Nàng nếu không gả cho Lan Vương, cũng không có khả năng tái giá môn đăng hộ đối người cuối cùng cũng chỉ có thể chiêu bình dân vị hôn phu thậm chí cả đời không gả vân thù nếu con thật sự không muốn cha sẽ đi cầu xin hoàng thượng lui hôn sự này cho dù con cả đời không lấy chồng cha cũng nuôi con đại tướng quân mạc thiên thành nhìn nữ nhi mình yêu mến mắt già phím hồng vạn phần đau lòng hắn biết xảy ra chuyện như vậy không phải là lỗi của nữ nhi cho nên hắn không trách cứ ngược lại là tự trách cha của mình không bảo vệ tốt cho nàng. Nhưng cho dù có tự trách, có đau lòng cũng vô lực vãn hồi, cuộc sống vẫn phải trôi qua. Rốt cuộc là ai tán tận lương tâm như vậy, muốn hãm hại vân thù, đáng hận, thật sự rất đáng hận. Tướng quân phu nhân ông lấy mặt vân thù khóc lên. Nương, người đừng khóc, con không sao, con hết hy vọng với thái tử rồi. Không phải là gã cho Lan Vương sao? Con gã là được mạc vân chu vỗ vỗ lưng mẫu thân nàng biết cha mẹ này đối với nguyên chủ là thật tâm sủng ái cho nên nàng cũng không muốn bọn họ thương tâm đại tỷ nhưng lan vương là một người tàn phế nghe thái y viện nói hắn trúng độc chưa hết chân phải còn què ngươi gả cho hắn quá thua thiệt mạc hoài khanh nhìn một màn mẹ con ông nhau lập tức nhảy ra nói chương ba nàng chỉ là quân cờ bạn đang nghe tại truyện chấm audio mạc vân thù trong lòng nở nụ cười nhì mùi này là không thể chờ được muốn kích thích nàng đi không có việc gì hoàng thượng ấy nấy với lan vương nhất định sẽ không bạc đãi lan vương ta gả qua làm lan vương phi hẳn là cũng sẽ không chịu khổ huống chi lan vương bộ dạng đẹp trai nhì mùi cũng không cần quan tâm cho ta nhưng đại tỷ lan vương dù đẹp cũng là què so với thái tử điện hạ kém quá xa ánh mắt mạc hoài khanh lóe lên tiếp tục kích thích mạc vân thù qua tử hảo A, à, nói rõ hắn không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cơ hội, hoàng thượng có nhiều như vậy nhi tử, trưởng thành thì có chín cái, tuổi đều kém không lớn, ngươi cho rằng thái tử liền nhất định có thể leo lên đại bảo. Đại tỷ Mạc Hoài Khanh trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, chỉ nói bậy bạ gì vậy? Mạc Vân Thù nhìn thấy khuôn mặt già nua của cha mình Mạc Thiên Thành thay đổi một chút, sau đó liền rơi vào trầm tư. Vân Thù, lời này cũng không thể nói ra. Mạc phu nhân cũng bị dọa, lập tức nói với Mạc Hoài Khanh, "Hoài Khanh, Lang Vương tuy rằng đi đứng không tốt, nhưng tỷ tỷ ngươi nói cũng không sai, Lang Vương về sau đều sẽ an an ổn ổn sống qua ngày, chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt sao?" Mạc Hoài Khanh lập tức đồng ý, nghĩ đến cái gì giống như nhìn về phía đại tướng quân nói, "Cha, ngươi nói Thái tử điện hạ có thể hay không gặp nguy hiểm a?" À? Câm miệng, đại tướng quân quát to một tiếng, "Không nên vọng nghị, hiện tại triều chính bất ổn." nếu bị hoàng thượng nghe được cái gì, chỉ sợ lại muốn gió tanh mưa máu. Mạc Hoài Khanh bị dọa đến cả người run lên, nhất thời đôi mắt tức giận nhìn Mạc Vân Thù, vì sao nàng nói cái gì cũng được, nàng nói một câu đã bị hung. Rốt cuộc mình có phải là con ruột của bọn họ hay không? Mạc Vân Thù nhướng mày nói. Cha, mẹ, con đồng ý gả cho Lan Vương, nhưng con muốn gặp Lan Vương trước. Đại tỷ, ngươi còn ghét bỏ bên ngoài nói không đủ khó nghe sao? Mạc Hoài Khanh nhịn không được lại muốn nói móc. Nhị mùi, mùi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng bị người hãm hại, vạn nhất đối phương không bằng Lan Vương, nhị mùi càng đáng thương. Đại tỷ, ngươi nói lung tung cái gì? Làm sao có thể? Ta cũng không phải ngươi, mang một nô tỳ ra ngoài cũng dám uống say. Mạc Vân Thù lập tức lạnh cả người, tiến lên một bước, đến gần Mạc Hoài Khanh. Nhị mùi quên ta là bị người hạ độc sao? Mạc Vân Thù ánh mắt như đau, đau làm Mạc Hoài Khanh cả người rét run. Ai bảo ngươi không cẩn thận như vậy, ngươi hung ta làm gì, cũng không phải ta hạ độc ngươi. Lại nói Thái tử Điện Hạ đến bây giờ cũng không tìm được hung thủ, có khó khăn như vậy sao? Ngày hôm đó nhiều người như vậy, ai cũng có thể, Thái tử Điện Hạ cũng phải điều tra từng người một, làm gì có nhanh như vậy? Ai nha, nhị muội biết rất rõ a à, Mạc Vân Thù cười tà ác. Ta, ta cũng muốn sớm biết chân tướng có thể sớm nghiêm trị ác nhân ân ừ, thật sự ác quả thực ác độc nếu bị ta biết là ai ta nhất định sẽ lột da của nàng uống máu của nàng để cho nàng ngay cả hối hận cũng không có cơ hội a à, mạc hoài khanh sợ tới mức kêu lên mạc vân thù ngươi đừng dọa người có được hay không ngươi bị kích thích quá nặng cả người đều thay đổi hôm nay hại ta thanh danh ngày mai có thể lấy mạng ta ta dù sao cũng phải thay đổi bảo vệ mình không phải sao cha mẹ ta đây đi ra ngoài một chuyến trong phủ buồn bực đến phát hoảng mạc vân chu hành lễ với cha mẹ rồi lại đi cha mẹ các ngươi xem đại tỷ nàng mạc hoài khanh nhất thời dậm chân hoài khanh vân thù có hiểu lầm gì về ngươi không tướng quân phu nhân nhíu mày nói ta làm sao biết đại tỷ ngày đó liền âm dương quái khí cũng không phải ta không muốn bảo vệ nàng nhưng khi ta biết sự tình đã xảy ra hoài khanh ngươi không tham dự chứ? mạc thiên thành âm trầm hỏi cha ngươi nói cái gì a à? mạc hoài khanh nhất thời khóc lên con con làm sao có thể làm loại chuyện này nàng là thân tỷ của con a à? vậy ngươi nói cho cha vì sao thái tử điện hạ lén nói muốn cưới ngươi mạc thiên thành lạnh lùng nhìn đứa con gái thứ hai của mình Mạc Hoài Khanh lập tức rất khiếp sợ bộ dáng, nội tâm lại mừng như điên, vội vàng lắc đầu nói. Cha, nữ nhi thật không biết a, à, thái tử điện hạ hắn, hắn làm sao có thể? Được rồi, xem ra thái tử là luyến tiết phủ tướng quân, cưới không được đại tỷ ngươi, cũng muốn cưới ngươi, bất quá cha sẽ không đáp ứng, ngươi về sau hiếm thấy thái tử biết không? Mạc Hoài Khanh ngẩng đầu nhìn bộ dáng đen nhánh nghiêm túc của phụ thân, tay trong tay áo nắm chặt, lập tức ngẩng đầu hỏi cha, vì sao đại tỷ có thể, còn không thể? Hỗn trướng, ngươi còn không có thấy rõ thái tử làm người sao? Hắn không phân tốt xấu liền đánh tỷ của ngươi, oan uổng tỷ của ngươi, ta làm sao lại đem nữ nhi gả cho hắn? Mạc Hoài Khanh ngây ngẩn cả người, lập tức hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Cha, ngươi rốt cuộc là giúp tỷ trút giận, hay là không muốn ta làm thái tử phi? Cái gì? Ngươi thật sự muốn gả cho thái tử? Mạc Thiên Thành và Mạc Phu Nhân đều khiếp sợ nhìn nhị nữ nhi này. Vì sao ta không thể, vì sao các ngươi chỉ che chở tỷ tỷ, chưa bao giờ quan tâm cảm thụ của ta? Mạc Hoài Khanh giống như bị kích thích triệt để, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, hai tròng mắt ôm hận, lời cuối cùng đều là dùng hô. Hoài Khanh, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta là cha mẹ ngươi, sao lại không quan tâm ngươi, thái tử tuyệt đối không xứng đôi. Nếu tỷ tỷ làm thái tử phi, các ngươi sẽ không nói như vậy. Mạc Hoài Khanh phẫn nộ nói. Hai tử ngốc, tỷ của ngươi là bị Thái Hậu ban hôn, không có biện pháp, cha mẹ kỳ thật tuyệt không hy vọng nạn làm Thái tử phi. Mạc Phu Nhân thở dài. Hoài Khanh, cha cảnh cáo con, không cho phép chính là không cho phép. Con đừng có giữ tâm tư làm Thái tử phi. Cha sẽ giúp con tìm một hôn sự tốt. Mạc Hoài Khanh bị tức giận đến cả người phát trung, nước mắt rơi như mưa, hung hăng nhìn chầm chầm phụ thân mình, cuối cùng mạnh mẽ chạy ra ngoài. Coi chừng nhị tiểu thư, đừng để nàng ra khỏi phủ. Mạc thiên thành lập tức dặn dò thủ hạ. Vâng. Thì vệ lập tức đi theo. Mạc Vân Thù cũng không biết em gái mình và cha mẹ cãi nhau ầm ĩ, sớm muộn gì cũng phải thu thập người, nàng căn bản không quan tâm, nhảy nhót trước đi. Nàng và thái tử mắt đi mày lại, chỉ sợ sớm thông đồng với nhau. Bất quá chuyện lần này, là Mạc Hoài Khanh mua chuột thực dược làm, hay là thái tử cũng tham dự, nàng không dám khẳng định. Mà một người khác bị hại lang Vương, nàng cũng có hoài nghi, cho nên trước tiên muốn đi Lan Vương Phủ gặp vị Lan Vương Điện Hạ quan Phong Tế Nguyệt kia. Lan Vương Phủ, trong toàn cơ viện, Lan Vương thân tính hạo giang thấy chủ tử khóe miệng nhếch lên một nụ cười mị hoặc chúng sinh, cũng cao hứng lên. Chúc mừng nguyện vọng của chủ tử đạt thành, thuận lợi cưới được đại tiểu thư phủ tướng quân. Lan Vương buông thánh chỉ mới ra lò, cười lạnh nói. Còn một tháng nữa đại hôn. Chủ tử, Mạc Vân Thù Thích chính là Thái tử Điện Hạ, lần này đã kích rất lớn, chỉ sợ đối với chủ tử sẽ không có sắc mặt tốt. Nàng chỉ là một quân cờ, sau khi cưới vào an trí ở Quỳnh Hoa Uyển là được. Quân Hoắc Lan khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, thì vệ bên ngoài chạy vào lớn tiếng nói. Vương gia, Mạc Đại Tiểu Thư cầu kiến khụ khụ khụ. Ai? Quân Hoắc Lan cho rằng mình nghe lầm. Chương 4 Sai quá bất hợp lý. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thì vệ lập tức nói. Vương gia, chính là Mạc Vân Chu Tiểu Thư Phủ Tướng Quân, Vương Phi Tương Lai. Lan Vương ho khan hồi lâu, mặt tuấn tú xanh trắng đang xen một hồi lâu mới trầm giọng nói. Sao nàng lại tới đây? Chủ tử, độc của người. Hạo Giang rất là khó chịu nhìn về phía Lan Vương, nhưng thấy quân Hoắc Lan cho hắn một ánh mắt nghiêm túc, hắn chỉ có thể lập tức nói, Mạc Đại Tiểu Thư hẳn là cũng nhận được thánh chỉ, đến thăm vương gia. Mời nàng vào đi. Quân Hoắc Lan bảo thị vệ đi ra ngoài, lập tức nhìn về phía Hạo Giang nói, Hạo Giang, so với có một số việc, thân thể bổn vương đáng là gì, ngươi nên biết bổn vương sợ nhất là cái gì. Hạo Giang nhất thời khuôn mặt càng thêm khó chịu ưu thương, chỉ có thể rầu rĩ gật đầu. Ngày đó bổn vương cảm thấy Mạc Vân Thù có chút không giống với lời đồn. Quân Hoắc Lan chuyển đề tài. Không giống. Hạo Giang có chút kinh ngạc nói. Bổn vương luôn cảm thấy nàng không giống nữ tử đầu óc đơn thuần trong lời đồn kia, tin tức ngươi thu thập có sai không? Chủ tử, làm sao có thể sai, Mạc Đại Tiểu Thư quá trình trưởng thành người của chúng ta đã sớm điều tra được rõ ràng, chính là tính tình hoạt bát hiếu động, thích múa đau lòng thương, không thích cầm kỳ thư họa, vẫn bị sủng ái lớn lên, tuy rằng nuông chiều một chút, nhưng tâm tư rất đơn thuần, bằng không lần này làm sao có thể dễ dàng bị hãm hại. Quân Hoắc Lan trầm tư một chút rồi gật đầu. Nhưng nghĩ lại ánh mắt sắc bén của Mạc Vân Thù ngày đó, bình tĩnh chứng minh ngân chăm mình bị hãm hại phân biệt độc, còn có cái nhìn lạnh lùng quay đầu nhìn hắn, luôn khiến hắn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đem lư hương đốt mạnh một chút, bổn vương sợ mùi son. Quân Hoắc Lan dặn dò, lập tức ho khan nằm nghiêng xuống. Mạc Vân Chu đi vào nhìn thấy một Mỹ Nam bệnh nằm ngang. Quân Hoắc Lan trước mắt mặc một thân áo ngũ tơ lụa màu trắng, lỏng lẻo suy sụp, lộ ra một mảnh da thịt trắng như ngọc giữa cổ áo. Mái tóc đen đến thắt lưng lười biến rũ xuống, trên khuôn mặt tuấn Mỹ vô chú lại tái nhợt, mang theo một tia sầu bi nhàn nhạt. Đôi môi mỏng màu tím đậm lại phi thường kích thích ánh mắt, Mỹ Thái Lan tràn, có loại xúc động làm cho người ta nhìn không nhìn được muốn chà đạp. Mạc Vân Thù không nhìn được nhíu mày, ngày đó Lan Vương vừa xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc, xưng hô Mỹ Nam Bệnh thứ nhất của Thanh Vân đều truyền ra. Mạc Đại Tiểu Thư mời ngồi. Hạo Giang lập tức khách khí nói với Mạc Vân Thù. Khụ khụ khụ, Mạc Đại Tiểu Thư chẳng lẽ là nhận được thánh chỉ. Quân Hoắc Lan đôi mắt lưu chuyển, tâm tư ám trầm. Mạc Vân Thù hôm nay cũng không tiều tụy thương tâm hay uể oải không phấn chấn như trong tưởng tượng của bọn họ. Mà là khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra huỳnh quang, da như mỡ, môi như bôi đan, minh diễm chiếu người. Một đôi phượng mâu linh động mang theo nhuệ khí, trên đầu chỉ đeo một cây trăm cài tóc bích ngọc, tóc đen phiêu đảng, hai sợi tóc đen rủ xuống gò má, có vẻ kiều mị của nữ tử. Trên người mặc một bộ trang phục theo hoa màu vàng nhạt, bên hồng có một cái bọc nhỏ, làm cho nàng lại có vẻ có chút anh khí. Trên người cư nhiên còn không có mùi son. Vân Thù đã gặp Lan Vương, đúng là nhận được thánh chỉ mà đến, không biết Lan Vương có hài lòng với hôn sự này không? Quân Hoắc Lan hơi nhíu mày nói. Mạc Đại Tiểu Thư cảm thấy bổn vương có thể phản kháng. Nếu Lan Vương không muốn, Vân Thù nguyện gặp mặt Hoàng Thượng, cầu Hoàng Thượng hủy bỏ hôn ước. Mạc Vân Thù lập tức nói. Khụ khụ khụ, mạc đại tiểu thư cảm thấy phát sinh chuyện như vậy cả thành đều biết ngươi còn có lựa chọn tốt hơn cô ấy thực sự không quan tâm đến danh tiếng và tương lai của mình sao hình như không có nhưng vân thù cũng có thể cả đời không lấy chồng dù sao vân thù không muốn để cho lan vương ngươi là mỹ nam tử phong quan tế nguyệt quá ủy khuất mạc vân thù nhếch miệng cười mang theo tà khí mà hai người đàn ông đều xem không hiểu khụ 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 bản vương bây giờ bộ dáng này làm sao có thể ủy khuất có thể cưới được mạc đại tiểu thư là phúc khí của bản vương, chỉ sợ ủy khuất mạc đại tiểu thư. Quân hoắc lan ho khang, khí tức cũng rất bất ổn, hắn không thể không cưới nàng. Ha ha ha. Mạc vân thù cười duyên, lập tức nói tiếp, không sai, ta quả thật ủy khuất. Thân thể vương gia quá kém, hẳn là không thể cho khuê phòng vân thù hạnh phúc, hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý hủy bỏ tứ hôn. Nhưng vân thù tự nhận y thuật không tồi, nếu có thể giúp Lan Vương chữa khỏi, vậy thì không ủy khuất. Mạc Vân Chu trực tiếp đứng lên đi tới trước mặt mềm nhũng. Hạo Giang ngẩn người, Mạc Đại Tiểu Thư nói chuyện trực tiếp như vậy sao? Khuê phòng hạnh phúc. Anh ta nghe thấy gì? Đây vẫn là phụ nữ sao? Quân Hoắc Lan chấn động, không ngờ mình lại rơi vào hố Mạc Vân thù đào. Quả nhiên tin đồn không thể tin. Đại tướng quân phủ đích nữ, nào có thể là nhân vật đơn giản? ngay từ đầu, thông điệp của họ đã sai. Quân Hoắc Lan tâm tư thay đổi, lập tức u oán nói. Xem ra Mạc Đại Tiểu Thư rất không hài lòng với bản vương. Hắn vừa dứt lời, Mạc Vân Thù đột nhiên vương tay, trực tiếp đè cổ tay hắn lại, quân Hoắc Lan chấn động, muốn động tác, nhưng nghĩ đến mình bệnh nặng, làm sao có thể động đậy. Hạo Giang Kinh Hô Mạc Đại Tiểu Thư Như thế nào, ta cũng không phải muốn giết vương gia, bắt mạch mà thôi, cần gì kinh hoảng. Khụ khụ khụ. Quân Hoắc Lan trong nháy mắt ho khan đến thở không ra hơi, sau đó phốc một tiếng, một ngụm máu tràn ra. Vương gia. Hạo Giang nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức quát to một tiếng, lập tức nhìn Mạc Vân Thù tức giận nói, Mạc đại tiểu thư, vương gia thật sự bệnh nặng, không phải nói đùa, kính xin Mạc đại tiểu thư lập tức rời đi. Tay Mạc Vân Thù vẫn giữ mạch của Quân Hoắc Lan, đôi mắt nhìn chầm chầm vào đôi mắt xinh đẹp của quân Hoắc Lan. Đôi mắt đen này tuy rằng xinh đẹp đến dễ dàng đem linh hồn người hút vào, nhưng quá mức thâm thúy u ám, cất giấu cũng không chỉ 800 cái tâm nhãn A. Gấp cái gì, đều nói ta hiểu y thuật. Mạc Vân Thù ngồi bên cạnh nhuyễn tháp, tuyệt không xấu hổ. Vương gia ngươi trúng độc rất sâu A, à, ngươi bình thường hẳn là đã chết. Chật chật chật, cũng may vương gia nội lực thâm hậu, còn có thể ngăn chặn, bất quá nha, lấy độc này bá đạo, chỉ sợ vương gia ngươi không bao lâu có thể sống, còn muốn cưới ta. Mạc Vân Thù rốt cục buông tay, đứng lên, mắt phượng chăm chọc nhìn Mỹ Nam bệnh. Mạc Hạo Giang trong nháy mắt trắng bệch, đột nhiên ra tay vỗ vào lưng Mạc Vân Thù. Mạc Vân Thù trực tiếp nghiêng người về phía trước, sau đó cả người xoay tròn, mái tóc dài phiêu tán, giống như hoa sen nở rộ, chờ động tác dừng lại, chủy thủ của nàng đã hướng về phía động mạch trên cổ Hạo Giang đột biến quá nhanh, kết thúc cũng quá nhanh, quân Hoắc Lang muốn ra tay cũng đã không kịp, nội tâm khiếp sợ là không gì sánh kịp. Bá, bá. Hai cái, trong phòng lại có thêm hai ám vệ áo đen quần đen, trong tay cầm đao, nhìn chầm chầm Mạc Vân Chu giống như nhìn chầm chầm con mồi. Mạc Vân Thù ha hả cười rộ lên, chủy thủ giật giật, cổ hạo giang lập tức chảy một dòng máu. Lui ra. Quân Hoác Lan trầm giọng nói, hai ám vệ rất nhanh biến mất trong mắt hắn ẩn chứa tinh quang lạnh như băng gắt gao nhìn chầm chầm mạc vân thù lan vương ngươi hại ta mất sạch danh dự ta đòi chút lợi tức cũng không quá đáng chứ mạc vân thù ta tứ cười lạnh khí tức toàn thân tràn ngập âm u lạnh lạnh vào giờ khắc này hạo gian cảm giác khí tức trên người mạc đại tiểu thư và chủ tử lại giống nhau hắn thật muốn vặn đầu mình thu thập tin tức của mạc đại tiểu thư là cái gì a à, sai không phải là một chút thái quá a à. Chương 5 Giả heo ăn thịt hổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Quân Hoác Lan cũng bị khí tức trên người Mạc Vân Thù làm cho kinh ngạc, loại khí tức này là sát khí, nếu chưa từng giết người thì không thể có được, huống chi khí tức nữ nhân này rất mạnh, giết cũng không phải một người hai người. Nhưng hắn biết chính là nàng này chưa bao giờ ra khỏi kinh thành, cũng chưa bao giờ giết người, nhiều nhất chính là đi ra ngoài săn bắn, là đơn giản vui vẻ đại tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói bổn vương hãm hại ngươi. Lời này nói thế nào? Lan vương cố gắng giữ bình tĩnh. Mạc vân thù buông hạo giang ra, thu hồi chủy thủ, khiến Lan vương sửng sốt một chút, hạo giang cũng có chút cổ quái nhìn nàng. Đừng nhìn ta, có thể giết ngươi một lần là có thể giết ngươi lần thứ hai. Đây là thành ý của ta, ta chỉ tới đòi công đạo, không phải tới giết người. Mạc Vân Thù nhìn Hạo Giang đang mê hoặc trợn trắng mắt. Mạc Đại Tiểu Thư thật sự là thâm tàn bất lộ. Quân Hoắc Lan hoàn toàn xem không hiểu Mạc Vân Thù, nhưng trong lòng dân lên một chút khâm phục. Lan Vương quá khen, ngươi lợi hại hơn ta nhiều, ngươi đã âm mưu 10 năm rồi. Quân Hoắc Lan. Cô cư nhiên biết. Mạc Vân Thù cũng mặc kệ cơ bắp trên mặt hắn co quắc, nói tiếp. Ngày đó trong yến hội phủ thái tử, Nhìn mùi ta mua chuột nô tỳ bên cạnh ta, hạ dược ta, bất quá cũng đang theo tâm ý ta, thành thật mà nói, ta không muốn gả cho thái tử. Nhưng ta không muốn là một chuyện, Lan Vương ngươi tương kế tự kế, đem ta cùng ngươi trói buộc, để cho ta chỉ có thể gả vào Lan Vương phủ, đây là vì sao? Ngươi như thế nào kết luận bổn vương là tương kế tự kế? Quân Hoắc Lan lập tức phản bác, trong lòng lại có chút khẩn trương, nhảy loạn không ngừng. Mạc Vân Thù cười rộ lên nói. Ta không giúp vương gia bắt mạch thì không dám khẳng định, nhưng hiện tại thôi, ta nghĩ bất cứ loại rượu nào cũng không thể khiến vương gia ngủ say bất tỉnh được. Quân Hoác Lan trong nháy mắt hiểu được nữ nhân này thông minh đáng sợ, chính mình cho dù phản bác cũng là vô lực. Còn không muốn thừa nhận. Mạc Vân Thù ngồi xuống tự rót trà uống, dáng vẻ như đang ở nhà. Quân Hoác Lan rốt cục từ những tháp ngồi dậy, đứng lên sửa sang lại quần áo một chút, khập khiển đi tới cái ghế bên cạnh Mạc Vân Chu ngồi xuống. Hạo Giang, mang trà hoa Trần Quốc mang về cho Mạc Đại Tiểu Thư nếm thử. Quân Hoắc Lan thản nhiên nói. Không giả vờ nữa. Mạc Vân Thù bật cười nhìn dáng vẻ nhu nhược của hắn. Quân Hoắc Lan quay đầu nhìn nàng, Mạc Vân Thù giờ phút này ở trong mắt hắn là nụ cười như hoa, dĩ dõm động lòng người, làm cho hắn trong nháy mắt đều có chút hoảng hốt. Giả vờ trước mặt Mạc Đại Tiểu Thư cũng vô dụng. Quân Hoắc Lang hơi xấu hổ, dời tầm mắt đi, bất quá mạc đại tiểu thư không nên hiểu lầm, ngay từ đầu bổn vương quả thật không biết nhị muội ngươi sẽ tính kế ngươi. Giang phu nàng vốn chuẩn bị cho ngươi là phu xe ngựa, bổn vương thật sự nhìn không vừa mắt, mới tự mình ra trận. Mạc Vân Thù vừa nghe liền biết vì sao lúc trước Mạc Hoài Khanh vẽ mặt mê hoặc là phu xe ngựa biến thành lang vương. Lửa giận trong lòng bốc lên, Mạc Hoài Khanh lại ác độc với nguyên chủ như thế thật may mắn vì một Mỹ Nam tử như Lan Vương xung phong nhận việc. Vậy ta còn phải cảm ơn Lan Vương ngài sao? Mạc Vân Thù tức giận nói. Khụ khụ khụ, khách khí, bản vương cũng có mưu đồ. Quân hoắc Lan mặt âm trầm, giọng điệu có chút nghiêm túc. Lan Vương, ngươi có chút tự mình hiểu lấy đi, độc trong cơ thể ngươi cũng không chỉ có một loại, ngươi dùng chính là lấy độc trị độc, nhưng cho dù như vậy, ngươi cũng chống đỡ không quá nửa năm, nửa năm đủ ngươi hoàn thành mưu đồ sao? Mạc Vân Thù trực tiếp không khách khí nói. Quân Hoắc Lan trong nháy mắt kinh hãi nhìn về phía Mạc Vân Thù, đôi mắt trừng lớn, giống như gặp quỷ. Còn có, ngươi đem ta tính kế tiến vào, tâm tư cũng ác độc, muốn ta cái này như hoa như ngọc đại mỹ nhân nửa năm sau thành quả phụ. Nếu như ngươi ý đồ vẫn là chuyện rất nguy hiểm, ta có phải hay không liền quả phụ đều làm không được, phải đi theo ngươi cùng nhau rơi đầu. Mạc Vân Thù nhìn lại hắn, khuôn mặt không hề mỉm cười, thậm chí rất âm trầm. Không có, khụ khụ khụ. Quân Hoắc Lan lại bị lời nói của cô kích thích, trong nháy mắt ho khan, thở không ra hơi, đột nhiên một ngụm máu phục một tiếng, trực tiếp phun ra, sắc mặt còn trắng hơn cả giấy. Hắn vội vàng lấy tay nhanh chóng ở trước ngực bóp bóp vài cái, lập tức từ bên hông đào ra một cái bình ngọc rất nhỏ. Vương gia Hạo Giang cầm trà hoa tới sợ tới mức chạy tới, sao có thể như vậy? Hắn vội vàng rót chén nước cho quân Hoắc Lan. Quân Hoắc Lan vừa định uống thuốc, Mạc Vân Thù liền giật lấy bình thuốc của hắn, mở ra ngửi. Lại là độc dược. Nói xong trực tiếp đem bình thuốc ném mạnh xuống đất. rơi xuống đất nở hoa, bên trong lăn ra mấy viên thuốc viên màu đen, còn có mùi tanh. Ngươi. Quân Hoắc Lan tuấn mặt cực kỳ khó coi, mạnh mẽ đứng lên, trực tiếp ra tay. Thân thể Mạc Vân Thù rất nhanh lui về phía sau, nhưng nàng vẫn đánh giá thấp thực lực của quân Hoác Lan, sau một khắc, cổ của nàng đã bị quân Hoác Lan trực tiếp bóp chặt. Mạc Vân Thù, bổn vương thừa nhận hiểu lầm ngươi, nhưng chuyện của bổn vương còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Quân Hoác Lan giờ phút này khuôn mặt đã trắng đến giống như quỷ mị, trong đôi mắt đẹp ngưng đen chứa đầy âm lãnh, thêm một cái miệng màu tím đậm, nhìn giống như là ma cà rồng nội tâm Mạc Vân Thù cũng vạn phần khiếp sợ, không nghĩ tới nàng là quân y bộ đội đặc chủng có sức chiến đấu siêu cường, lại bị ma bệnh này một chiêu chế phục. Nội lực quả nhiên là thứ tốt, đáng tiếc nàng sẽ không. Bất quá tuy rằng thất sách, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngân châm ra tay, tốc độ cực nhanh đâm vào cánh tay quân hoắc lan bóp cổ nàng. Cánh tay quân hoắc lan trong nháy mắt tê dại, trực tiếp vô lực. Mạc Vân Thù đã giải thoát, quân hoắc lan bị chấn động, đôi mắt trừng lớn, lập tức sát khí tích tụ, tay kia muốn đánh tới. Mạc Vân Thù lui ra, đôi mắt như đau, tức giận nói. Ta có thể giải độc cho ngươi, ngươi còn ăn độc dược gì nữa? Cái gì? Hạo Giang vừa nghe thấy, có chút không thể tin được nhìn về phía chủ tử nhà mình. Quân Hoắc Lan trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên che ngực, lão đảo lui về chỗ ngồi, lại ho khan vài tiếng, tay cầm chén trà run rẩy không chịu nổi, chỉ có thể buông xuống. Tự hồ nam nhân vừa rồi động tác nhanh nhẹn, uy nghiêm cường đại kia không phải hắn bình thường. Mạc Vân thù vuốt cổ nhìn quân hoắc lan, khuôn mặt cũng lạnh như băng. Hạo Giang vội vàng bưng trà hoa lên vuốt mông ngựa nói. Mạc Đại Tiểu Thư, cô nhuận hầu trước. Mạc Vân thù ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi uống trà, nhìn Hạo Giang nhặt độc dược lên bỏ vào trong bình. Mạc Đại Tiểu Thư, ngươi, ngươi vừa rồi nói là thật sao? ngươi có thể giúp vương gia giải độc. Hạo Giang nhìn nhà mình tự hồ bị đã kích vương gia liếc mắt một cái sau hỏi. Thanh âm Mạc Vân Thù lạnh lẽo nói. Thánh chỉ đã hạ, nếu thật hủy bỏ hôn ước, hoàng đế còn mặt mũi nào? Nếu nàng thật sự làm thái tử phi, chỉ sợ so với quả phụ cũng không khá hơn chút nào. Quân Hoắc Lan nâng mắt nhìn về phía nàng, phát hiện cánh tay của hắn rất nhanh lại không còn tê dại, thật sự là thần kỳ. Mạc Vân Chu nheo mắt lại, người này những lời này có ý gì? Chẳng lẽ mưu đồ của hắn? Lớn như vậy. Vương Phi, nếu ngài có thể giúp vương gia giải độc, cũng không cần làm quả phụ A. À. Hạo Giang đầu óc linh quang, lập tức miệng ngọt lên. Khụ khụ khụ. Quân Hoắc Lan nhìn về phía Hạo Giang, người này từ khi nào mà nhiều dầu mỡ như vậy? Đưa tay ra. Mạc Vân Thù tức giận nói với quân Hoắc Lan, nếu không thể làm thái tử phi, cũng không muốn làm quả phụ, ngươi và phủ tướng quân lại không có thù oán, như vậy không thể chết, ta sẽ giúp ngươi, sau này ngươi không cần uống thuốc độc nữa. Quân Hoắc Lan trong lòng chấn động, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng muốn chữa khỏi cho mình, làm vợ chồng bình thường. Trong lòng nghĩ, tay lại trực giác vươn ra. Quân Hoắc Lan, ta có thể cứu ngươi, nhưng ta có yêu cầu. Mạc Vân Thù ngẩng đầu nhìn hắn, rất nghiêm túc nói ra những lời này. Độc thật có thể giải. Quân Hoắc Lan sửng sốt, hỏi những lời này. Trong cơ thể ngươi có nhiều loại độc, độc nguyên thủy nhất hẳn là trúng rất lâu rồi, xâm nhập lục phủ ngũ tạng, vừa mới bắt đầu ngươi có thể dùng nội lực bức độc, về sau thật sự bức không được, ngươi liền bắt đầu lấy độc trị độc, ta nói có đúng không? Không sai, ta bị hạ độc đưa tới Trần Quốc làm con tin. Quân Hoắc Lan nói một câu khiến tay Mạc Vân Thù rung lên. Chương 6 Điều kiện trao đổi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Quân Hoắc Lan nhìn Mạc Vân Thù đang trầm mặt, cười lạnh kéo miệng. Vậy là bị dọa rồi sao? Trong lòng Mạc Vân Thù thật ra rất đồng tình với hắn, làm con tin đã không dễ dàng, lại còn bị hạ độc tống ra ngoài, 10 năm nay hắn rốt cuộc là sống sót như thế nào? Cũng may, chính là cảm thấy mạng ngươi thật ra rất lớn. Cho nên ngươi muốn báo thù. Mạc Vân Thù ngước mắt nhìn hắn, người hạ độc là thái tử bốn mắt nhìn nhau, lúc này đây đều rất đứng đắn, lại có chút nặng nề. Quân Hoắc Lan lắc đầu, cũng không muốn tiếp tục, nhưng khí tức toàn thân lại trở nên càng thêm âm trầm, còn mang theo một tia bi thống. Ngươi lấy độc trị độc về sau, làm cho nguyên lai like độc càng thêm phức tạp, muốn hoàn toàn giải trừ không dễ dàng như vậy, bất quá, ta có thể trước giúp ngươi giảm bớt bệnh trạng, lại giúp ngươi phối trí giải dược, nhưng cần thời gian. Mạc Vân Chu buông tay hắn ra, nghiêm túc nhìn hắn nói tôi không có nhiều thời gian. Quân Hoắc Lan có chút thất vọng. Sau khi có ta, ngươi có thể kéo dài thời gian rất nhiều, cho dù không có phối trí ra giải dược, cho ngươi sống 10 năm 8 năm vẫn không thành vấn đề. Quân Hoắc Lan ánh mắt mãnh liệt sáng lên, thanh âm đều có điểm kích động nói. 10 năm 8 năm. Ta cũng không muốn làm quả phụ sớm như vậy. Mạc Vân Thù tự dễu, không làm được thái tử phi, Mạc Vân Thù ta làm Lan Vương phi cũng không thể mất mặt. Hạo Giang cũng kích động vạn phần, vội la lên. Vương Phi, vậy phối trí giải dược cần dược liệu gì? Đừng gấp, ngươi tìm một cái bình sạch sẽ, lấy nửa bình máu của vương gia, ta muốn mang về nghiên cứu. Được, thuộc hạ lập tức đi tìm cái chai. Hạo Giang còn hưng phấn hơn cả Hoắc Lan, chạy như bay không thấy bóng dáng. Mạc Vân Thù nhìn quân Hoắc Lan trầm mặt, cười nói. Có phải đột nhiên cảm thấy cuộc sống có chút hy vọng không? Quân Hoắc Lan kinh ngạc, lập tức bật cười. Chỉ là nụ cười này, Mạc Vân Thù lại mất bình tĩnh. Mặt mày thanh tuấn, môi mỏng khẽ nhếch, cả khuôn mặt phản phất như thanh liên nở rộ, giống như một yêu tinh câu dẫn người, sao lại có nam nhân đẹp mắt như vậy, xác định không phải nghĩ sai giới tính sao. Người này muốn khỏi bệnh, không tàn phế, lại dưỡng béo một chút, vậy cần phải mê chết nữ nhân cả ngày a. À? Nam nhân như vậy nếu là của nàng, ngẫm lại cũng rất có cảm giác thành tựu. Quả thật có chút hy vọng. Quân Hoắc Lan trả lời, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một vương phi như vậy cũng không tồi. Nghĩ như vậy là tốt rồi, vậy chúng ta bàn điều kiện trước. Mạc Vân Thù hiểu thời cơ, đàm phán trong tình huống đối phương tâm tình tốt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mấy điều kiện? Quân Hoắc Lan nhíu mày nhìn nàng. Hai, chỉ hai. Mạc Vân Thù vương hai ngón tay ra. Quân Hoắc Lan khẽ nhíu mày, lập tức gật đầu, tự hồ có chút ngoài ý muốn chỉ có hai điều kiện. Sau khi ta gả vào Lan Vương Phủ, chúng ta chỉ có thể làm vợ chồng giả, có thể tương kính như tân, không thể cùng giường chung gối, cũng chính là ta muốn có sân độc lập, có không gian riêng tư, có thể tự do ra vào Vương Phủ, đây là điều kiện đầu tiên của ta. Quân Hoắc Lan nhíu mày, nhưng lập tức gật đầu nói. Có thể. Hắn vốn cũng không phải là vì cưới vợ, hắn cần chính là Lan Vương Phi là đại tiểu thư đích xuất phủ đại tướng quân thân phận. Tốt, điều kiện thứ hai chính là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, ta chưa nghĩ ra chuyện gì, nhưng một ngày nào đó ta nói ra, ngươi phải đáp ứng. Mạc Vân Thù nghĩ thầm chính là người này tâm nhãn quá nhiều lại không dễ chọc, nạn phải chừa cho mình một con đường lui. Quân Hoắc Lan căng thẳng, một hồi lâu mới thốt ra một câu. Ngươi muốn bổn vương chết sao? Em không nhàm chán như vậy, nhất định là chuyện anh có thể làm được, lại không thương thiên hại lý. Mạc Vân thù trợn trắng mắt. Quân Hoắc Lan lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp phong phú của nàng thật lâu, trong đầu cân nhắc. Được, bổn vương đáp ứng ngươi. Quân Hoắc Lan rốt cục gật đầu, ánh mắt tối lóe lên, Mạc Vân Thù, ngươi thật sự ngoài dự liệu của bổn vương. Mạc Vân Thù trong nháy mắt mặt mày hớn hở, lấy ra một bộ ngân châm trong túi nhỏ bên hông nói. Không phải ngoài dự liệu, hẳn là niềm vui ngoài ý muốn. Được rồi, nếu chúng ta đã đàm phán thỏa đáng điều kiện, ta trước hết giúp ngươi giảm bớt triệu chứng trúng độc, nằm xuống đi. Quân Hoắc Lan nghe lời đứng lên, khập khiển nằm xuống. Mạc Vân Thù cảm thấy Mỹ Nam tử phong hoa tuyệt đại như thế là một người què thì thật đáng tiếc. Chân cô bị gãy gân hay xương? Mạc Vân Thù hỏi. Bị mũi tên nhọn bắn xuyên, trên đường trở về kéo dài thời gian, bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất xương cốt sinh trưởng sai vị trí, liền biến thành như vậy. Tôi có thể xem không? Mạc Vân Thù nhíu mày, ngẫm lại cũng cảm thấy đau. Quân Hoắc Lan sửng sốt, sắc mặt có chút xấu hổ nói. Rất xấu. Mạc Vân Thù sửng sốt, lập tức cười nói. Vương gia, ta là đại phu, vết thương xấu hơn ta đều đã thấy. Cái nào xấu hơn? Bị giả thú cắn xé, bị lửa bỏng nghiêm trọng, bị thiên đao vạn quả, rất nhiều, của ngươi có thể hay không so với bọn họ khá hơn một chút. Quân Hoắc Lan kinh ngạc, chẳng lẽ nàng đã gặp qua. Tự giác kéo ống quần, chậm rãi cởi ra tất vải màu trắng thật dày. Mạc Vân Thù nhìn vết thương giữ tận lõm xuống kia, đó là sau khi mũi tên rút ra lưu lại, mà chân dậm một bên xương cốt dịch ra bên ngoài, nhìn giống như mọc ra một khối gì đó, nhìn rất không được tự nhiên, cảm giác muốn mài phẳng nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nghiêm túc, đưa tay trực tiếp nâng chân quân Hoắc Lang lên xem xét. Quân Hoắc Lang bị dọa nhảy dựng, đôi mắt lóe lên, trên mặt có chút nóng, cũng may mặt Vân Thù rất nghiêm túc, cũng không phát hiện ra. Sau 10 tuổi, hắn vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân nắm chân. Trước 10 tuổi, có nô tỳ hầu hạ, nhưng cuộc sống sau 10 tuổi biến thành một cơn ác mộng không muốn nghĩ tới, nếu không phải thu hận chống đỡ, nếu không phải từng bước tính toán, hắn đã sớm chết bàn tay của mạc vân thù trắng nõn tinh tế lại thon dài bất quá cũng không mềm mại mà là có chút kén nhưng rất ấm áp vương gia chân của ngươi ta cũng có thể trị bất quá ngươi hiện tại thân thể tình huống không thích hợp làm phẫu thuật chờ ngươi thân thể khỏe mạnh một chút đi mạc vân thù suy nghĩ một chút tính khả thi sau đó nói hạo giang cầm bình đi vào vừa lúc nghe được những lời này nhất thời nhào tới quỳ gối trước mặt mạc vân thù dọa mạc vân thù nhảy dựng lên Vương Phi, ngươi, ngươi nói là thật sao? Hạo Giang một bộ muốn khóc biểu tình, Vương gia quá khổ. Vương Phi, ngươi nhất định phải chữa khỏi cho Vương gia a. À? Hạo Giang, Quân Hoắc Lan gầm lên, thủ hạ này càng ngày càng thiếu năng. Vương Phi có thể chữa khỏi chân của ngươi a? À? Ngươi có biết bên ngoài truyền đến bao nhiêu khó nghe không? Hạo Giang vội la lên, hắn thật sự vì chủ tử mà đau lòng muốn chết. Ngươi cảm thấy bổn vương sẽ để ý lời đồn đãi Quân Hoắc Lan ánh mắt lạnh như băng đàm. Mạc Vân Thù nhìn về phía anh, sự lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn tú kia, sự kiên quyết sâu trong đôi mắt, khiến trái tim cô giống như bị đâm một cái. Hắn hẳn là đã trải qua quá nhiều khổ, đem một trái tim đều phong bế lại. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, tôi chăm giảm độc tố trước. Mạc Vân Thù lập tức giúp cậu mang vớ vào, nhảy mắt với Hạo Giang. Hạo Giang lui ra xa một chút, ánh mắt có chút ướt ác đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Đúng rồi chủ tử, thuộc hạ vừa rồi ở bên ngoài nghe được thái tử muốn chọn thái tử phi một lần nữa. Quân Hoắc Lang lập tức nhìn về phía Mạc Vân Thù. Mạc Vân Thù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh vì cười nói. Xem ra Mạc Hoài Khanh làm y phục gã cho người khác. Chương 7. Toàn bộ đều cởi sạch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lời chia làm hai đường. Lúc Mạc Vân Thù ở Lan Vương Phủ, Phủ tướng quân Mạc Đại, trong thải hà viện của Mạc Hoài Khanh. Đám hạ nhân nha hoàng quỳ đầy sân, nghe trong phòng chính không ngừng truyền ra thanh âm bàn bàn, từng người đều sắc mặt khẩn trương, run lẩy bẩy. Nhị tiểu thư từ sau khi lão gia phu nhân trở về vẫn đập độ, giống như điên rồi. Đột nhiên, bên ngoài chạy tới một người, là con trai tần quản gia phủ tướng quân tần sĩ đồ. Nhị tiểu thư Nhị tiểu thư tần sĩ đồ lập tức gõ cửa phòng lớn kêu to. Ánh mắt sưng đỏ đến giống như hạt đạo lớn như vậy Mạc Hoài Khanh lập tức mở cửa đi ra, nhìn thấy tần làm quan đồ, để cho hắn vào nhà, lại đóng cửa lớn sau vội la lên. Thái tử Điện Hạ truyền tin tức cho ta. Từ tần sĩ đồ lập tức đưa một phong thư cho Mạc Hoài Khanh. Mạc Hoài Khanh có chút kích động, mở ra nhìn, đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, lập tức hai tay nàng hung hăng túng lấy giấy viết thư, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo đáng sợ. Nhị tiểu thư, làm sao vậy? Điện hạ nói cái gì? Tần sĩ đồ phát hiện không đúng lập tức hỏi. Lúc trước ta hỏi điện hạ, nếu không có tỷ của ta, hắn có cưới ta làm thái tử phi hay không? Hắn đáp ứng rất dứt khoát, ha ha ha, hiện tại hắn lại nói chỉ có thể cưới ta làm trắc phi. Tần làm quan đồ nhất thời phẫn nộ nói, nhị tiểu thư rốt cuộc chỗ nào không bằng đại tiểu thư, ngươi cũng là tướng quân phủ đích nữ a à, vì sao không thể làm thái tử phi hắn làm sao dám mạc hoài khanh muốn điên rồi vò giấy viết thư thành một cục hung hăng ném xuống đất tần sĩ đồ lập tức nhặt lên đi qua một bên ném vào trong lư hương trực tiếp thiêu hủy nhị tiểu thư vậy làm sao bây giờ lão gia phu nhân cũng đang giúp cô chọn vị hôn phu mạc hoài khanh đi tới đi tới hai tay càng không ngừng xoắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì một hồi lâu mới ngẩng đầu lên cha mẹ không muốn ta gả vào phủ thái tử ta đây hết lần này tới lần khác liền muốn gả vào thái tử không cho ta làm thái tử phi ta liền nhất định phải làm thái tử phi ta xem ai có thể ngăn cản ta đúng nhị tiểu thư xinh đẹp thông minh như vậy nên là thái tử phi là thanh vân hoàng hậu tương lai tần sĩ đồ nói xong liền đi tới phía sau mạc hoài khanh vương hai tay ông bả vai cô thân thể mạc hoài khanh cứng nhắc trong mắt đều là ghét bỏ bất quá xoay người lại đã là nụ cười ngượng ngùng đây là cha mẹ ép ta là thái tử ép ta vậy đừng trách ta vô tình con đường làm quan ngươi phải giúp ta nha chờ ta làm thái tử phi ngươi có thể vẫn ở bên cạnh ta thân thể mạc hoài khanh dán sát vào tần sĩ đồ hai tay đặt ở ngực hắn vòng quanh nần khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng nói tần sĩ đồ nhất thời kích động thân thể cứng nhắc sắc mặt đỏ lên nói. Được, chỉ cần nhị tiểu thư phân phó, con đường làm quan nhất định xông pha khói lửa, không từ chối. Mạc Hoài Khanh ông lấy hắn, tựa đầu vào vai hắn tiếp tục nói, ta muốn gặp các chủ vạn dược các, phụ thân khẳng định phái người giám thị ta, người giúp ta an bại một chút, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nói cho các chủ, đồ vật lúc trước ta đáp ứng giúp hắn lấy được. Lỗ tai tần sĩ đồ nóng lên, toàn bộ thân thể đều xúc động, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là phi thường hưởng thụ giờ khắc này mỹ nhân trong lòng được tôi mau chóng sắp xếp tần sĩ đồ nói đúng rồi nhị tiểu thư thái tử có biết cô đối xử với đại tiểu thư không mạc hoài khanh đẩy hắn ra cười lạnh một tiếng nói đã biết thì sao hắn còn có thể muốn mạc vân thù nữa sao hắn cũng không dám giao ta ra ngoài bằng không trở mặt hắn cùng mạc vân thù thanh mai trúc mã người tình thâm nghĩa trọng không thể đứng vững. Hiện tại bên ngoài đồn thái tử bởi vì đại tiểu thư không gượng dậy nổi, buồn bực không vui. a à, giả bộ thâm tình, để mọi người đồng tình với hắn. Đúng rồi, ngươi đi hỏi thăm xem, thái tử có coi trọng ai không? Mạc Hoài Khanh trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn cùng ghen tị. Nàng biết nàng không làm được thái tử phi, nhất định là thái tử chán ghét nàng, nhất định là coi trọng vị tiểu thư môn đăng hộ đối nào. Trắc Phi Nếu là một Trắc Phi, Mạc Hoài Khanh nàng há có thể ủy thân cho hắn lúc 15 tuổi. Mà tư thông hơn nửa năm. Bất quá nàng biết trước khi gã không thể có hài tử, cho nên mỗi lần vui thích đều uống canh tránh thai, hy sinh ủy khuất như thế, hiện tại thái tử lại để cho nàng làm Trắc Phi. Hay là một trong ba Trắc Phi? Mạc Hoài Khanh trong lòng hận. Hoàng thượng có 17 người con trai, chín người trưởng thành, sắp tròn 16 tuổi cũng có ba người. Nàng đường đường là nhị tiểu thư dòng chính phủ tướng quân, vừa tròn 16 tuổi, cầm kỳ thư họa nữ hồng mọi thứ tinh thông, so với Mạc Vân Chu càng giống tiểu thư khuê cát, gả cho hoàng tử nào làm chính phi không được. Muốn làm một trong trắc phi của thái tử. Nhìn sắc mặt thái tử phi. Được, tôi sẽ đi hỏi thăm, nhị tiểu thư, cô đừng nóng giận, con đường làm quan sẽ luôn ở bên cạnh cô tần sĩ đồ thấy cô thù hận ủy khuất như thế, đau lòng vạn phần. Mạc Hoài Khanh lúc này mới tản đi lệ khí, ông nhu cười nói với tần làm quan. Con đường làm quan, cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi thật không biết phải làm sao bây giờ. Nói xong đưa đôi môi đỏ mọng lên, bẹp bẹp một cái liền chia ra. Đi làm việc đi, ta chờ ngươi. Tần sĩ đồ cười ngây ngô, đưa tay sờ sờ môi mình, khuôn mặt đỏ bừng. Vâng, vâng, tôi lập tức đi. Quá mức kích động cùng thẹn thùng, con đường làm quan tận gần như là chạy trối chết. Cho nên hắn cũng không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ ghê tẩm của Mạc Hoài Khanh nhìn chầm chầm bóng lưng hắn. Bên kia Lan Vương phủ toàn cơ viện. Mạc Vân Chu muốn giúp quân Hoắc Lan hành châm, nhưng cần hắn toàn bộ cởi sạch quần áo, dù sao độc của hắn đã che kín toàn thân. Quân Hoắc Lan trực tiếp cự tuyệt, khuôn mặt bệnh hoạn rất là kháng cự. Vương gia, ta là đại phu, cái gì chưa từng thấy qua, hơn nữa ngươi gầy như con gà luộc, trắng trong xanh, lại như thi thể, rốt cuộc có cái gì đẹp mắt. Mạc Vân Thù đã chuẩn bị xong ngân châm, quân hoắc lan chậm chạp không cởi quần áo ra, cô chỉ có thể kích thích anh. Ngươi! Quân hoắc lan bị tức giận. Vương gia, chữa bệnh quan trọng hơn. Hạo Giang khó chịu một chút, chỉ có thể khuyên bảo theo. Quân Hoắc Lan tức giận liếc Hạo Giang một cái, sau đó nhắm mắt lại, khẽ cắn môi cởi quần áo ra, Hạo Giang vội vàng giúp hắn kéo quần xuống. Mạc Vân thù nhìn khuôn mặt tuấn tú của Quân Hoắc Lang nháy mắt đỏ lên, giống như toàn thân chỉ có một chút huyết sắc đều tụ tập trên mặt hắn. Bất quá khi nhìn thấy toàn thân hắn trên dưới khắp nơi đều là vết thương, nàng bị khiếp sợ. Trên ngực là không có vết thương, cho nên lúc trước hắn lộ ra trước ngực mảnh kia cũng không thấy vết thương. Nhưng dưới ngực khắp nơi đều là vết thương, eo bụng hai chân, hai chân, trước sau, khắp nơi đều là, có chút vết thương rất sâu rất rõ ràng, có chút liền nhạt một chút. Tâm tình Mạc Vân Thù trong nháy mắt trở nên u ám, nàng cảm thấy quân hoắc lan báo thù là cần thiết. Nếu là nàng, cũng nhất định trả lại gấp mười 10, gấp trăm lần. Bất quá, ngoài ý muốn chính là quân hoắc lan chỉnh thể nhìn gầy gò, nhưng kỳ thật dáng người cũng không tệ lắm, cư nhiên có cơ bụng, hai chân cũng rất thẳng tắp, có cơ bắp có cảm giác lực lượng, hoàn toàn không giống gà luộc, xem ra cùng hắn luyện võ có quan hệ. Về phần bộ phận mấu chốt, Mạc Vân Thù nhìn lướt qua, trong lòng rung lên, nhưng mặt không chút thay đổi lấy áo choàng của hắn che ngang trước. Ta muốn bắt đầu, thả lỏng. Mạc Vân Thù cầm ngân châm thản nhiên nói. Quân Hoắc Lan thả lỏng thân thể, chậm rãi mở mắt, thấy sắc mặt Mạc Vân Thù âm trầm, hắn và Hạo Giang liếc nhau. Chương 8 Huyết Ngọc Hồ Ly bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Rất nhanh, trên đầu, trên người, trên chân quân hoắc lan đều là ngân châm, mà sắc mặt mạc vân thù cũng hơi tái nhợt, tráng thấy mồ hôi mỏng. Người có thể dùng nội lực đánh sâu vào huyệt vị, hiệu quả sẽ nhanh hơn và tốt hơn. Mạc vân thù ngước mắt nhìn quân hoắc lan nói. Được. Quân hoắc lan đáp một tiếng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển nội lực, đánh sâu vào vị trí kim châm. Cảm giác chua xót khiến hắn hơi nhíu mày được rồi. Mạc Vân Thù chờ một lát, bắt đầu rút ngân châm, chờ rút xong nói, cậu thử vận khí xem, thân thể có thoải mái hơn không. Quân Hoác Lan làm theo, rất nhanh trên mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, vốn có chút địa phương bị độc tố ngăn cản không thông hoặc là khó có thể thông qua nội lực, cương nhiên thông, thông thuận rất nhiều. Vận chuyển một tuần, hắn trong nháy mắt cảm thấy tinh thần chấn động, tự hồ cả người đều có khí lực, cảm giác cổ họng ngứa ngáy muốn ho khang cũng không còn, nội tâm vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới y thuật Mạc Vân Chu cao minh như thế. Đa tạ. Vừa rồi. Bổn vương có chút xúc động, thật ngại quá. Quân Hoắc Lan có chút xấu hổ, mặt tuấn tú cũng đỏ lên. Mạc Vân thù sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ xin lỗi, trong lòng trong nháy mắt thoải mái hẳn lên. Lập tức cười nói. Được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi của em, dù sao sau này chúng ta cũng phải sống cùng nhau rất lâu, anh cũng không muốn cuộc sống quá khổ sở. Nói xong lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chăm cứu chỉ là giảm bớt tác dụng, cho người không khó chịu như vậy mà thôi, tận lực không cần vận dụng nội lực, qua vài ngày nữa ta sẽ lại đến. Thời gian ta ra ngoài không ngắn, nên trở về, Hạo Giang, lấy máu đi. A à, a, à, Hạo Giang cầm chai đưa cho chủ tử nhà mình. Quân Hoắc Lan yên lặng nhìn khuôn mặt tươi đẹp của nàng một cái, lập tức ngón tay vạch lên mạch đập, Móng tay rách da thịt, máu lập tức chảy ra, nhỏ vào trong bình ngọc. Được rồi. Mạc Vân thù nhìn liều lượng hô ngừng, ăn nhiều đồ bổ khí huyết một chút, còn có phổi của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, tốt nhất là mua chút bối mẫu thượng hạng và đông đông trùng hạ thảo, ngày thường nấu canh uống. Được. Quân Hoắc Lan nhìn nạn một cái, rất nhu thuận đáp ứng một tiếng. Sắc mặt Hạo Giang có chút không được tự nhiên. Hạo Giang, ngươi đưa ta ra ngoài. Mạc Vân Thù sửa sang lại đồ đạc đi ra ngoài, Hạo Giang liếc mắt nhìn chủ tử. Quân Hoắc Lan gật đầu, Hạo Giang sải bước đi theo ra ngoài. Lan Vương hồi phủ một tháng rồi, sao phủ đệ này vẫn vắng vẻ như vậy, đồ đạc đều cổ xưa như vậy. Khụ khụ khụ, chủ tử trở về bệnh nặng, còn không có tâm tư làm những chuyện này. Hạ nhân cũng không rảnh. Hạo Giang rất xấu hổ, xấu hổ ho khan. Bởi vì không có tiền, dược liệu vừa rồi ta nói, giá trị xa xỉ, sắc mặt ngươi khó coi. Mạc Vân thù liếc hắn, ngươi đã coi ta là Vương Phi, nên ăn ngay nói thật. Hạo Giang gãi đầu nói. Vương Phi, chủ tử vốn là mang theo chút tiền trở về, nhưng trên đường bị ám sát, đáng giá đều không có. Sau khi trở về, Hoàng thượng ban thưởng chút ít, nhưng đều là đồ vật, bạc liền phủ nội vụ cho chút ít, Vương gia vì chuẩn bị chung quanh, thiếu chút nữa tiêu hết rồi. Bất quá vương gia nói chờ thân thể hắn tốt một chút, sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chuẩn bị. Mạc Vân Thù nhướng mày. Chủ tử rời đi 10 năm, lại có ai coi trọng chủ tử, ngay cả nô tài trong cung cũng không có sắc mặt tốt, chủ tử sau này còn muốn vào cung gặp người, phải chuẩn bị. Hạo Giang thở dài, chủ tử thật sự quá khổ. Lát nữa ta sẽ gọi người đưa chút bạc tới đây, nói với vương gia, nếu là trói buộc vợ chồng, ta cũng không thể để cho bên ngoài khinh thường Lan Vương Phủ, nếu hắn già mồm cải láo, để cho hắn sau này kiếm về trả lại cho ta. Mạc Vân Thù suy nghĩ một chút rồi nói. Hạo Giang trong nháy mắt cảm động đến lệ nóng doanh trong. Ti chức hiểu, đa tạ vương phi, lão thiên gia rốt cục yêu thương chủ tử nhà ta. Ngày lành ở phía sau, ta đi đây. Mạc Vân Thù bước nhanh hơn, ngồi xe ngựa quân phủ rời đi. Mạc Vân Thù trở lại phủ tướng quân, vừa vặn đụng phải tần sĩ đồ đi ra ngoài. Đại tiểu thư về rồi tần sĩ đồ lập tức mở đường hành lễ. Mạc Vân Thù liếc hắn một cái, trong trí nhớ của nguyên chủ, con trai quản gia này tự hồ vẫn không thích đại tiểu thư như nàng, ánh mắt nhìn nàng luôn mang theo một loại chán ghét, Mạc Vân Thù hiện tại nghĩ đến cũng cảm thấy có chút mê hoặc. Em đi đâu? Mạc Vân Thù thuận miệng đáp một câu. À, cha ta bảo ta đi mua đồ, rất nhanh trở về, đại tiểu thư cáo từ. Con đường làm quan tần có chút hoảng, Tự hồ không nghĩ tới đại tiểu thư lại đột nhiên nói chuyện với hắn, vội vàng chạy. Mạc Vân chu nhíu mày, nhưng cũng không để ý nhiều, hiện tại cô càng cần tiền. Nghĩ thăm mình ở hiện đại nhưng là tài phú tự do, ở chỗ này cũng phải mình có thể kiếm tiền mới được. Đi tới sân của cha mẹ, Mạc Thiên Thành không có ở đây, cô trực tiếp tìm được mẹ Phượng Cẩn Du. "Mẫu thân, có thể cho ta mượn một vạn lượng bạc không?" Mạc Vân thù đi thẳng vào vấn đề. Phượng Cẩn Du bị nạn dọa nhảy dựng, vội la lên. "Vân Thù, ngươi muốn nhiều bạc như vậy làm gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng đừng dọa nương. Không xảy ra chuyện gì, ta không phải đi Lang Vương phủ sao, ai?" Mạc Vân Thù bắt đầu phun tạo Lang Vương đáng thương, sắc mặt Phượng Cẩn Du đều thay đổi. "Lang Vương đáng thương như vậy?" Phượng Cẩn Du lập tức mềm lòng, "Vân Thù, thân thể Lang Vương kia" Ngươi nói có thể sống không được bao lâu hay không? Vậy ngươi không phải. Mẫu thân, bây giờ còn lựa chọn nào không? Nếu đã định, nữ nhi muốn đối xử tốt với hắn một chút, để hắn ít nhất có thể sống thêm vài năm. Mạc Vân Thù nói xong liền nước mắt lưng tròng. Được được được, đừng khóc, nương lấy bạc cho nàng. Phượng Cẩn Du lập tức cầm mấy tờ ngân phiếu cho nàng, đúng rồi, Lan Vương Phủ nghèo như vậy, vậy chuyện xính lễ ta đang muốn vì chuyện này tìm cha, Lan Vương hẳn là không chuẩn bị được bao nhiêu xính lễ, bất quá ta không muốn tướng quân phủ mất mặt, để cho cha đi trước hoàng thượng chăm chọc vài câu, Lan Vương tốt xấu gì cũng là hoàng tử, nếu quá keo kiệt, hoàng thượng không thể mất mặt. Thái hậu thương ta, ta bị người hãm hại, làm không được thái tử phi, muốn gả cho Lan Vương tàn phế này, nàng nhất định ủy khuất thay ta. Ánh mắt Phượng Cẩn Du sáng lên rồi gật đầu nói. Vân Thù, em trở nên thông minh thái tử phụ ta ta nhất định phải sống tốt hơn hắn để hắn nhìn xem có phải ta không thể không có hắn không mạc vân thù cố ý giả bộ bị từ hôn kích thích vân thù con đừng quá đau lòng nếu không phải khi còn bé thái hậu ban hôn cha mẹ cũng không muốn con gả cho thái tử lang vương chỉ cần thân thể không có trở ngại đối tốt với con ngược lại càng tốt đúng rồi mẹ có một thứ muốn cho con nói xong Phượng Cẩn Du liền từ trong cổ lấy ra một khối huyết ngọc mặt dây đỏ, lập tức tháo xuống đưa cho Mạc Vân Chu. Mạc Vân Thù có chút mê hoặc, nhận lấy nhìn. Huyết ngọc không lớn, là hình bầu dục, chính diện điêu khắc một con động vật nhỏ, phi thường tinh xảo, sống động, tinh tế phân biệt, hẳn là một con tiểu hồ ly. Nương, vì sao cho ta? Mạc Vân Thù ngẩng đầu hỏi, nhị mùi cũng có sao? Chương 9 Không thể để nàng dưỡng bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Phượng Cẩn Du lập tức lắc đầu nói. Hoài Khanh không có, ngươi đừng để cho nàng biết, vân thù, ngọc này vô cùng quan trọng, ngươi ngàn vạn lần đừng làm mất, ngươi phải cam đoan với nương. Mạc vân thù nhìn về phía mẫu thân đang căng thẳng của mình, trong lòng cảm thấy không đúng. Được, ta cam đoan. Mạc Vân Thù Nhu Thuận làm Phượng Cẩn Du thở vào nhẹ nhõm, trực tiếp tự tay đeo lên cho nàng sau khi đeo xong nàng còn nâng huyết ngọc trong đôi mắt đều là sương mù mẫu thân huyết ngọc này có ý nghĩa gì sao mạc vân thù thật sự có chút tò mò phượng cẩn du lập tức cười nói ngọc này đông ấm hạ mát đối với thân thể ngươi tốt còn có thể phù hộ ngươi cả đời bình an ngươi đáp ứng nương đừng tháo xuống là được được ta biết rồi mạc vân thù trong lòng càng thêm nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều nếu nương thật sự muốn nói thì sẽ nói chỉ là nàng cảm giác thần kỳ chính là khối huyết ngọc này sau khi đeo lên thật đúng là có chút cảm giác ấm áp. Nhiệt độ tháng 10 đã giảm xuống, gió thổi lên mặt cũng rất lạnh, khối ngọc này thật sự khiến nàng cảm thấy rất ấm áp thoải mái. Quả nhiên là ngọc tốt. Rất nhanh, Mạc Vân Chu cầm một vạn lượng ngân phiếu về tới giao quan viện. Đại tiểu thư, có người vào sân. Mạc Vân thù lập tức đi ra ngoài, thấy Tần quản gia dẫn người tới đại tiểu thư, những thứ này là mầm non không tồi tìm được bên nhân nha tử, ngươi xem có muốn lưu lại hay không. Lúc trước Mạc Vân Thù bởi vì chuyện thực dược, đem tất cả hạ nhân trong viện của nàng đều bỏ chạy, một lần nữa đổi một nhóm. Mạc Vân Chu gật đầu, từ dưới mái hiên đi vào trong sân, nhìn gần 10 nam tử, mười nữ tử trước mắt. Đột nhiên phát hiện một khuôn mặt có chút quen mắt, không biết đã gặp ở đâu. Mạc Đại Tiểu Thư, Nô Tài Nguyên Thanh, vốn là gia nô của thiếu khanh đại lý tự. Nguyên Thanh thấy Mạc Vân Thù nhìn hắn chầm chầm, vội vàng quỳ một gối xuống đất giới thiệu một chút. Mạc Vân Thù lập tức nhớ tới, thiếu khanh đại lý tự trương phong ít, một túi cơm ủ rượu không làm việc đàng hoàng, ngày đó nàng bị Mạc Hoài Khanh hãm hại, âm mưu rõ ràng như vậy, tên kia cư nhiên nhìn không ra, còn nhảy ra của trách nàng. Đúng, ta có chút ấn tượng, ngươi như thế nào? Trở về đại tiểu thư, ngày đó phủ thái tử, nô tài cũng ở đây, sau đó trương thiếu gia một đường nhục mạ đại tiểu thư, nô tài nói thầm một câu, bị thiếu gia nghe thấy, liền đánh nô tài một trận bán cho nha tử. Hả? Anh nói gì vậy? Mạc Vân Thù tò mò hỏi. Nô tài liền nói thầm một câu, chuyện ngày đó rõ ràng là âm mưu hãm hại đại tiểu thư và Lan Vương, thiếu gia liền nổi giận. Nguyên Thanh kéo ống tay áo, tất cả đều là vết thương bị đánh, vừa kết vẫy không lâu, nhìn cũng đau cảm ơn anh đã nói chuyện cho chúng tôi anh ở lại đi mạc vân thù mỉm cười nói nguyên thanh sửng sốt lập tức quỳ rạp trên mặt đất đa tạ đại tiểu thư sau đó lập tức đứng lên chạy đến phía sau mạc vân thù bên phải tần quản gia để lại khế ước đã ký những thứ khác mang đi tần quản gia đáp ứng một tiếng cuối cùng lưu lại năm người ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có hai chữ chính là trung thành một khi để cho ta biết ai ăn trong lục ngoài không có tình cảm sẽ trực tiếp trượng chết nghe rõ không mạc vân thù nhìn hai nam ba nữ ở lại nghiêm túc sắc bén nói năm người lập tức quỳ xuống đáp ứng nguyên thanh ngươi an bài bọn họ làm việc trước mạc vân thù nói với nguyên thanh lát nữa ta sẽ an bài vâng đại tiểu thư nguyên thanh rất là kích động lập tức đáp ứng một tiếng nửa khắc canh giờ sau Mạc Vân Thù liền thấy Nguyên Thanh sắp xếp ổn thỏa mọi người. Nhà hoàng bên người phái nàng nhìn Jasmine tương đối thông minh, tay chân cũng nhanh. Nguyên Thanh, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Mạc Vân Thù rất hài lòng gọi Nguyên Thanh lại đây, đem một vạn lượng ngân phiếu này đưa tới Lan Vương Phủ, có thể làm tốt. Nguyên Thanh sửng sốt, không nghĩ tới vừa tới đã bị trọng dụng như thế. Nô tài nhất định sẽ đưa đến. Nguyên Thanh lập tức nghiêm túc nói công phu quyền cước của ngươi thế nào mạc vân thù lại hỏi một câu bẩm đại tiểu thư nô tài học qua chút võ công đối phó vài người bình thường không thành vấn đề nếu là thị vệ đánh hai người hẳn là có thể nguyên thanh gãi đầu tốt ngươi nhớ kỹ về sau ngươi chỉ là ta mạc vân thù người hiểu chưa nguyên thanh lần nữa kinh ngạc lập tức kiên định nói vâng đại tiểu thư nô tài chỉ có đại tiểu thư một cái chủ tử ừ, đi đi. Mạc Vân Thù phất phất tay. Lan Vương Phủ, lúc Hạo Giang lấy được một vạn lượng bạc, thật sự vừa kích động vừa cảm động, hắn không nghĩ tới Mạc Vân Chu thật sự đưa tới, còn nhanh như vậy. Lập tức trả lại. Quân Hoắc Lan nghe Hạo Giang nói xong, nhìn ngân phiếu trên bàn, tức giận đến mặt tuấn tú đen kịt, bất cứ lúc nào cũng muốn nổ mạch máu. Chủ tử, Vương Phi nói, coi như chủ tử mượn trước. Hạo Giang vội la lên. Hào Giang, ngươi là cánh cứng, mình có thể làm chủ. Quân Hoắc Lan toàn thân tản mát ra lệ khí cường đại mà âm trầm. Hào Giang quỳ phịch xuống đất, hai mắt ửng đỏ nói. Thuộc Hà không dám. Ta thấy ngươi rất dám, hiện tại nàng là chủ tử của ngươi, hay là ta là chủ tử của ngươi? Thuộc Hà lập tức trả lại. Hạo Giang đứng lên, cầm ngân phiếu xoay người rời đi, chỉ là bóng lưng có chút hiu quạnh. quân Hoắc Lan nhìn thấy có chút khó chịu chờ hạo giang đi ra khỏi mái hiên trong lỗ tai liền truyền đến một câu bổn vương là nam nhân há có thể để cho nàng nuôi đêm nay sẽ có bạc mạc vân thù nhận được một vạn lượng ngân phiếu lan vương phủ trả lại cũng cười cười không nói nhiều xem ra mỹ nam bệnh rất có lòng tự trọng ba ngày tiếp theo mạc vân chu mang theo nguyên thanh đi dạo khắp kinh thành giữa hai người cũng bắt đầu có sự ăn ý của chủ tớ nguyên thanh cảm thấy đại tiểu thư thông minh hoạt bát tính cách rất tốt, đối với hắn cũng vô cùng tốt, làm cho hắn càng thêm kiên định muốn đi theo đại tiểu thư cả đời. Bọn họ đi tiệm thuốc, tiệm binh khí, tiệm tạp hóa mua không ít đồ. Trong đó có rất nhiều kỳ lạ cổ quái, Nguyên Thanh cũng không hiểu đại tiểu thư mua tới làm cái gì. Nhưng hắn biết đại tiểu thư mỗi đêm đều ở trong phòng chơi đùa, thường thường đến đêm khuya. Sau giờ ngọ ngày thứ tư, Mạc Vân Thù đeo hậu bao lớn hơn trước một chút, Nguyên Thanh mang theo mấy túi dược liệu xuống xe ngựa tới Lang Vương phủ. Lang Vương phủ tổng quản là trong cung phái xuống Triệu công công, trong phủ hạ nhân nô tỳ cũng đều là trong cung nội vụ phủ một tháng này lục địa tiếp tục đưa tới, còn có tạm thời bảo hộ Lang Vương Ngự Lâm quân 18 người. Triệu công công mang theo mấy hạ nhân một mực chờ ở cửa, thấy Mạc Vân Thù tới, lập tức mặt mày hớn hở nên đón. Mạc đại tiểu thư mau mời vào. Đa tạ công công nơi này có dược liệu tốt cho sức khỏe vương gia ngày thường nấu canh cho vương gia uống còn có chút đồ chơi nhỏ chia cho mọi người đi mạc vân thù dặn dò triệu công công ánh mắt sáng lên nhận lấy đồ vật trong tay nguyên thanh không nghĩ tới tương lai vương phi chưa vào cửa đã bắt đầu lung lạc lòng người hạo giang rất nhanh xuất hiện triệu công công liền lui ra hắn nhìn thoáng qua nguyên thanh cảm thấy có chút quen mắt hơi nhíu mày dù sao hôm đó hạo giang cũng ở đây Mạc Vân Thù lập tức cười giải thích. Thiếu Khanh đại lý tự trương phong ít, hư. Hạo Giang cười lạnh. Nguyên Thanh lập tức xấu hổ nói với Mạc Vân Thù. Đại tiểu thư, trương thiếu gia ghen tị dung mạo Lan Vương, ngày đó vẫn chăm chọc khiêu khích Lan Vương. Mạc Vân Thù gật đầu nói. Tin tôi đi, người tự tìm đường chết, rất nhanh sẽ có báo ứng. Đi tới cửa toàn cơ viện, Mạc Vân Thù nghe được tiếng ho khan liên tục, sắc mặt nàng biến đổi. Chương 10 Ngoài ý muốn hạ độc người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mạc Vân Chu hiểu rõ y thuật của mình, cảm thấy chăm cứu ba ngày trước có thể khiến Lan Vương ít nhất một tuần không ho khan như vậy mới đúng, trừ phi nam nhân này vận dụng nội lực, tiêu hao quá lớn. Cô nhìn Hạo Giang một cái, Hạo Giang gãi đầu có chút xấu hổ. Sau khi Mạc Vân Thù đi vào, Nguyên Thanh ở bên ngoài chờ. Quân Hoắc Lan một thân bạch y thắng tuyết ngồi ở trước bàn sách lớn đang viết cái gì đó, thỉnh thoảng dùng nắm đấm chống lại miệng, ho khan vài tiếng. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, thật sự là một mỹ nam tử bệnh kiều nhu nhược. Người đến rồi. Quân Hoắc Lan ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Vân Thù, khóe miệng nhếch lên. Mạc Vân Thù vốn định nổi giận, nhưng nhìn thấy nụ cười tuyệt sắc giống như U Lan không cốc này, trong nháy mắt không muốn cãi nhau dù sao chính hắn cũng không quý trọng thân thể nàng như vậy quan tâm làm cái gì đi qua vừa nhìn liền thấy trên mặt bạn là một bức thiết kế đầu người phụ nữ rất xa hoa tinh xảo trực tiếp gõ trúng tim mạc vân thù Wow, thật xinh đẹp không nghĩ tới lan vương ngươi còn có bản lĩnh này mạc vân thù là tướng quân phủ đại tiểu thư trong phòng có rất nhiều châu báu trang sức đều không có bộ mặt này để cho nàng kinh diễm lúc trần quốc không có việc gì làm học được một ít kỹ năng, nghĩ vạn nhất không về được, cũng có chút tay nghề nuôi sống chính mình. Quân hoác lan thanh âm thanh nhuận, nhưng nghe xong làm cho lòng người chua xót. Rất đẹp, cho nên em định bán bản thiết kế kiếm tiền sao? Mạc Vân Thù không thể nói là trái lương tâm. Khụ khụ khụ. Quân Hoắc Lan lập tức ho khan. Vương gia, ba ngày nay người đã vận dụng nội lực chưa? Mạc Vân Thù nhíu mày, lấy túi châm cứu từ trong hầu bao ra. Quân Hoắc Lan nhìn nàng một cái, lập tức gật đầu nói. Xảy ra chút chuyện nhỏ. Mạc Vân Thù đột nhiên nghĩ đến khả năng này, dù sao dọc theo đường đi hắn bị ám sát mấy lần, có thể là vài nhóm người muốn giết hắn. Nhưng hắn đã trúng độc, còn què chân, chẳng lẽ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Quân Hoắc Lan không trả lời, xem ra là có điều khó nói. Nằm xuống trước đi. Mạc Vân Thù cũng không biết nói gì. Quân Hoắc Lan đứng lên khập khiển đi tới nhuyễn tháp nằm xuống, nghĩ đến lại muốn cởi sạch, vẫn là rất xấu hổ. Máu của ngươi ta nghiên cứu qua, trong máu của ngươi tổng cộng có bảy loại độc, nhưng trong đó bốn loại ta hôm nay là có thể giúp ngươi giải, mặt khác ba loại tương đối khó, ta hai ngày nay đi nhiều nhà dược phòng, thiếu hụt mấy vị đối chứng dược liệu. Quân Hoắc Lan khiếp sợ nói. Ngươi, ngươi làm sao nghiên cứu ra được? Hắn hoàn toàn không thể tin được, nhìn máu là được tôi nếm thử một ít, cũng bắt chuột làm một ít thí nghiệm cho chúng, cơ bản có thể xác định. Ngươi nếm máu của ta. Quân Hoắc Lan sắc mặt đại biến. Không có việc gì, chỉ một chút thôi, đối với ta không ngại. Trái tim quân Hoắc Lan bị chấn động kịch liệt, không thể tưởng tượng nổi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Vân Thù, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời, nữ nhân này vì cứu hắn mà liều mạng. Là bởi vì thương hại hắn, hay là bởi vì nàng không muốn làm quả phụ? Cởi quần áo đi. Mạc Vân Thù bắt đầu cầm ngân châm lên. Mạc Quân Hoắc Lan lại bắt đầu đỏ trắng đan xen, vẫn nhanh chóng cởi sạch nhắm mắt lại, Mạc Vân Thù cũng rất ăn ý dùng áo choàng che ngang bụng dưới của hắn. Ba loại độc khó giải kia, loại thứ nhất gọi là hắc ô đầu, loại thứ hai gọi là hạt tử thảo, loại thứ ba là thầu dầu tím, liều lượng cũng không lớn, nhưng thời gian lâu, đều đã độc nhập lục phủ ngũ tạng. Ha ha ngươi muốn biết người đầu tiên hạ độc ta là ai không? Quân Hoắc Lan đột nhiên châm biếm. Mạc Vân Thù nhìn anh một cái rồi nhíu mày nói. Nếu anh tin tôi, cái gì cũng có thể nói với tôi, chúng ta đã quyết định hợp tác, đó chính là cộng đồng, phải tin tưởng lẫn nhau, nếu không ai xảy ra chuyện, sẽ hại chết người kia. Quân Hoắc Lan thâm thúy nhìn Mạc Vân Thù, trên khuôn mặt có chút động dung. Bên ngoài tiếng bước chân vang lên, Hạo Giang đi vào vội la lên. Vương gia, vương phi, không tốt rồi, Huệ phi nương nương tới, đuổi kiệu đã tới cửa chính. Thân thể quân hoắc lan rung lên, Mạc Vân Thù lập tức nói. Huệ phi, mẫu phi của vương gia. Rút châm trước. Quân hoắc lan hỏi, tạm thời không thể để cho người ta biết vết thương của ta có thể lành lại. Được, em ở đây có thể không thích hợp không? Mạc Vân Thù gật đầu, trong lòng vẫn còn rất căng thẳng, đây chính là mẹ chồng tương lai. Vả lại bọn họ còn chưa tới 20 ngày nữa sẽ thành thân, vốn không nên gặp lại nhau. Sớm muộn gì cũng phải gặp. Quân Hoắc Lang nói, nhưng khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng cùng cơ bắp không khống chế được run rẩy. Mạc Vân Thù cảm giác hắn đối với mẫu thân này dường như không vui lắm. Hạo Giang, bảo mọi người chuẩn bị nghênh đón. Hạo Giang lập tức đi ra ngoài, Quân Hoắc Lang đứng lên, Mạc Vân Thù chỉ có thể giúp hắn mặc quần áo hai người đứng rất gần, quân hoắc lan cao hơn Mạc Vân Thù hơn nửa cái đầu, điều này làm cho Mạc Vân Thù cũng không nghĩ tới. Mẫu phi của ngươi có thể xuất cung thăm ngươi, ngươi hẳn là rất cao hứng đi. Mạc Vân Thù cúi đầu sửa sang lại ngoại bào cho hắn. Toàn thân quân hoắc lan cứng nhắc, Mạc Vân Thù ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn lạnh đến không còn chút độ ấm nào. Nếu ta nói, nàng chính là người hạ độc ta thì sao? Mạc Vân Thù ngẩng đầu nhìn hắn, bi thống và tuyệt vọng trong đôi mắt u ám ngay cả lạnh lẽo cũng không che giấu được cái gì tại sao mạc vân thù thật sự không ngờ tới nàng là hoàng hậu trong lúc hoài thái tử sợ bị phi tần khác thượng vị để nàng vào cung hầu hạ hoàng thượng nàng đối với hoàng hậu nói gì nghe nấy cốc ma ma bên cạnh nàng là một người ác độc ngươi cẩn thận một chút còn có nàng cũng không biết ta đã biết hết thảy vừa dứt lời tiếng bước chân bên ngoài đã đến gần, mạc vân thù kinh ngạc một chút, lập tức lui sang một bên ghế ngồi xuống, quân hoắc lang lại hấp hối nằm ngang trên ghế bành ho khan vài tiếng. huệ phi nương nương giá lâm, bên ngoài một tiếng thái giám kêu, một đám người tiến vào trong điện. vân thù tham kiến huệ phi nương nương, nương nương cát tường. mạc vân thù đi tới phía trước nghênh đón. mạc vân thù đầu tiên là mỉm cười, cúi đầu phục thân nói xong ngẩng đầu nhìn thấy nữ tử trước mắt, nàng đều ngây ngẩn cả người. Nguyên chủ lại là chưa thấy qua cái này Huệ Phi nương nương, cũng sắp 18 năm, lại một lần chưa thấy qua, có thể thấy được này nữ khiêm tốn. Huệ Phi nương nương một thân châu thúy cung phục, ăn mặc hoa lệ phú quý, một khuôn mặt nhìn qua hơn 30 bộ dáng, ngũ quan rất đẹp, cơ táo cũng không rủ xuống, là nữ tử liếc mắt một cái sẽ bị hấp dẫn nhìn thêm vài lần. Mạc Vân Thù cũng rất kinh ngạc đột nhiên hiểu được vì sao quân hoắc lang lớn lên giống như yêu nghiệt huệ phi nương nương này là nữ tử xinh đẹp nhất trong ấn tượng của nguyên chủ duy nhất có chút không thoải mái chính là cho mạc vân thù cảm thấy ánh mắt huệ phi nhìn nàng rất không hài lòng có chút địch ý đứng lên đi huệ phi thản nhiên nói một câu rồi đi thẳng đến trước giường mềm nhíu mày nhìn về phía nhi tử bệnh không nhẹ của mình nhi thần bái kiến mẫu phi giọng nói và thái độ thật cẩn thận của quân Hoắc Lan khiến Mạc Vân Thù cũng cảm thấy cổ quái. Quân Lan, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể cùng Mạc Đại Tiểu Thư làm một chỗ, hủy hôn sự của Thái Tử? Huệ Phi nương nương vừa tới mang theo lời tức giận hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của Mạc Vân Thù. Mạc Vân Thù có chút ngoài ý muốn, đây là coi nàng đã chết sao? Nàng còn cảm thấy đối với Huệ Phi mà nói, con trai ruột của quân Hoắc Lan còn không bằng thái tử quân Vi Hà. Mẫu Phi, Nhi Thần cùng Mạc Đại Tiểu Thư đều là bị người hãm hại. Quân Hoắc Lan bộ dáng rất quỷ khuất, nhưng đáy mắt hắn lạnh, Mạc Vân Thù tự hồ có thể cảm giác được. Huệ Phi nương nương, xin hỏi một chút cái gì gọi là Lan Vương ở cùng một chỗ với ta. Mạc Vân Thù cũng không tốt tính. Đưa tay không đánh người tươi cười, vừa lên cũng quá không lễ phép đi. Cho rằng Mạc Vân Chu dễ khi dễ.